Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Ta còn đang muốn hỏi ngươi có chuyện gì đây? Ngươi từ trong môn đi ra hay sao? Hay là tới từ nơi khác? Ta đi ra từ cửa lúc nào vậy? Sao bản thân của ta lại không biết? Xem ra con cọ này là bị khống chế thật rồi. Chuyện này rất là kỳ lạ, để ta hỏi rõ ràng xem. Đến ký ức đi từ trong môn ra nó đều không thể nào nhớ, thì có lẽ là không hỏi được gì đâu. Trước tiên để nó dẫn chúng ta đi tìm giống loài huyền cổ, biết đâu lại phát hiện được gì mới. Nếu ngươi đã đi ra từ trong cửa thì hẳn là sẽ cảm nhận được giống loài huyền cổ khác đi ra từ nơi đó một cách dễ dàng. Ngươi dẫn ta đi tìm chúng đi. Được thôi, nhưng mà xong chuyện, những ninh trùng và long lương này đều cho ngươi cả, phải bằng mấy chục năm tu vi đấy. Được, bây giờ ta đi luôn. Đây. Đạch, thứ này lớn thật đó. Bạch Khởi, đóng băng nó. Chất lượng hồn châu không tồi, đây mới gọi là huyền cổ dị thú chân chính. Chúc công tử, ngươi qua đây một chút. Mảnh vỡ giống loài huyền cổ này để lại không giống những mảnh vỡ thanh đồng mà chúng ta gặp trước đó. Nó có màu bạc, nếu như không thể nào luyện ra được chìa khóa đồng thì chúng ta vào trong môn kiểu gì bây giờ? Giống loài huyền cổ mà trong người của mảnh thanh đồng mới có mảnh vỡ màu bạc khác gì nhau? Ta cũng đã giết bọn chúng bao giờ đâu, sao mà ta biết được? Sao vậy? Ta cảm thấy phía trước có rất nhiều giống loài huyền cổ. Ta thấy hai người đều là cao nhân. Như này đi, ta dẫn mọi người đến đó. Mấy người muốn giết bao nhiêu thì giết, muốn chọn mảnh vỡ đồng hay bằng đều được cả. Được thôi, ngươi dẫn đường đi. Các giống loài huyền cổ đều ở trong rừng rậm hoang vu hẻo lánh. Nơi này có vẻ không có ít người sống ở đây. Ngươi có chắc là không chỉ nhầm đường không vậy? Hãy tin ta đi, chắc chắn là không sai đâu. Nhìn kìa, chính là ở trong đó. Thế mà lại có nhiều huyền cổ dị thú bị nhốt ở đây như vậy. Đây là có tu giả khác bắt lại nhưng chưa kịp xử lý hay sao? Không phải. Trong kết giới có rất nhiều linh bản và linh nương để cho đám giống loài huyền cổ đó ăn. Rõ ràng là đang nuôi bọn chúng. Giống loài huyền cổ vô cùng nguy hiểm, chúng đi đến đâu thì đều khiến cho sinh linh đồ thán. Thế mà lại có người nuôi dưỡng chúng, sợ là còn có mục đích khác. Chuyện này không thể nào tha thứ được, chi bằng. Cẩn thận, có người tới. Thủ lĩnh, cứ như này thì chúng ta không sống nổi đâu. Đám huyền cổ dị thú đó ăn uống tiêu tốn kinh người, lại còn phải cung cấp linh bản cho chúng, nuôi rồng cũng không tốn như vậy. Đúng đó, gần đây còn có không ít tu giả khác truy sát giống loài huyền cổ, đều có cấp bậc chính thần. Nguy cơ của chúng ta bị bắt cũng tăng lên nhiều so với trước kia. Đúng là nông cạn, giống loài huyền cổ này là để chuẩn bị cho vị đại nhân đó. Chỉ cần giao lộp đúng hạn thì chắc chắn là không ít lợi ích. Vậy mà các ngươi lại đi so đo chỉ vì khẩu phần ăn còn con này. Còn về các tu giả khác, vị đại nhân đó đã tìm cách dẫn dụ họ đi. Chỉ cần các ngươi cẩn thận thì sẽ không bị lộ đâu. Nếu như có ai phát hiện thì dị thú của chúng ta cũng đã mai phục từ sớm rồi. Một chữ thôi, giết. Ta đã từng nhìn thấy hoa văn ở trên chuôi kiếm, bọn họ là người của ta kiếm phái. Nếu đã là ta kiếm phái thế thì dễ rồi, cho dù chúng ta xử lý bọn chúng như nào thì đều có lý cả. Chuyện này không thể nào chậm trễ, ra tay đi. Các ngươi để Bạch Trạch Ô Nha đánh lạc hướng của người tiêu trừ giống loài huyền cổ, để họ đánh những dị thú vô dụng. Rồi này bắt các giống loài huyền cổ chân quý nuôi ở đây, đã lập cho vị đại nhân kia. Là vậy có phải hay không, kẻ nào? Kẻo đến mắt các người nuôi dưỡng yêu vật, tội không thể nào tha thứ. Xem ra có người tìm tới đây rồi, chẳng qua, chỉ cần là người không biết được chân tướng. Người biết được chân tướng thì đều không thể nào sống sót rời đi. Ai có thể sống sót còn chưa chắc đâu, xem chiêu. Thiên điệp kiếm ảnh.
ấy, đệ tử của Ngọc Hoàng Tinh Cung thì cũng chỉ như thế mà thôi. Xem ra kiếm pháp của hai người này có cùng nguồn gốc, nếu mà mình dùng kiếm pháp của Miểu Sơn, sợ là cũng không chiếm được ưu thế. Chọn chiêu thức của Giao Sơn Kiếm Tông vậy. Cái gì vậy? Nói, vị đại nhân đó là ai? Các ngươi muốn giao nộp giống loài huyền cổ tới đâu? Hắn tự vẫn rồi, manh mối bị cắt đứt rồi. Từ nãy cô đã có chút không bình thường rồi, sao vậy? Ta phát hiện kiếm pháp mà ta kiếm môn phái sử dụng rất giống với Ngọc Hoàng Tinh Cung. Sợ là trong Tinh Cung có kẻ phản bội cấu kết với ta kiếm môn phái. Yo, kiếm pháp của Miểu Sơn Kiếm Tông mà ta dùng chẳng phải cũng tương tự như các cô hay sao? Đều là do Ngọc Hoàng Tinh Cung các cô quá là nổi tiếng, đến đâu cũng có người muốn bắt chước theo. Cảm giác đó không giống lắm, nhưng ta cũng không nói rõ được là vì sao. Thôi bỏ đi, chỉ bằng cứ tiêu diệt đám giống loài huyền cổ bị nuôi dưỡng kia trước đi. Tao luyện hóa hết mảnh vỡ rồi, chỉ chìa khóa màu bạc, không có thanh đồng. Chẳng phải ngươi nói mảnh ghép thanh đồng này hay là màu bạc đều dùng được hay sao? Ta cũng không biết. Biết đâu trong môn phái của bọn chúng cũng có tư liệu để tra cứu. Đi xem thử, không chừng lại có thể tìm thấy đáp án. Được. Đây có vẻ là văn thư thông báo nhiệm vụ của bọn chúng, để ta xem thử xem. Môn chia làm phần bên ngoài, bích toái chi môn được mở bằng chìa khóa thanh đồng, và phần trung tâm, ngân hy chi môn mở bằng chìa khóa bạc, nhiệm vụ cũng chia thành hai phần. Tìm về đủ số lượng giống loài huyền cổ đã chạy thoát từ ngân hy chi môn, giao cho vị đại nhân kia. Phát tán tin tức giống loài huyền cổ thoát ra từ bích toái chi môn để cho các tu sĩ xung quanh và thần minh tiêu diệt chúng. Có nghĩa là nếu như đi theo sự dẫn dắt của bọn chúng, lấy được chìa khóa thanh đồng, chúng ta sẽ tới bích toái chi môn. Mà nơi có vấn đề thực sự lại là ngân hy chi môn. Thế thì dùng chìa khóa bạc để mở cửa vậy. Bọn chúng càng không muốn để chúng ta thấy thì chúng ta lại càng muốn nhìn. Đây chính là ngân hy chi môn sao? Sao hoàn toàn không giống với long môn mà mình thấy vậy? Tình huống ở đây rất là phức tạp, chúng ta phải tìm kiếm hung thủ ở phía sau nuôi dưỡng giống loài huyền cổ như nào đây? Đơn giản thôi, giống loài huyền cổ ở trong ngân hy chi môn đều cần đường giao lộc theo số lượng, nhưng mà nếu chúng ta tiêu diệt hết chúng thì người phía sau tất nhiên là sẽ không thể nào ngồi yên được. Để cho Bạch Trạch và Ô Nha tiếp tục dẫn đường cho chúng ta là được, nhiệm vụ không đổi. Cứ giao cho ta không vấn đề gì. Có ai không? Ai đó tới giúp ta với. Nơi này còn có người khác hay sao? Này cô là ai? Muốn chúng ta giúp gì cho cô? Ta là Thu Tứ Thiên Tuyền Chính Thần. Cô ấy là nữ thần của Thiên Tuyền. Thu Tứ cũng là đạo nữ của tinh thần Tô Truyền. Ồ, Tô Truyền, chẳng phải là nên ở cùng cô hay sao? Ngài ấy đang ở đâu? Ta cũng không biết nữa, chúng ta rõ ràng là cùng nhau tới, nhưng mà lại bị chia cắt, rõ ràng chúng ta là song tu đạo nữ. Có thể cảm ứng lẫn nhau, nhưng lần này ta lại không cảm ứng được huynh ấy, cho nên ta muốn tìm người giúp ta tìm kiếm huynh ấy. Ta thấy với năng lực của thần Tô Truyền thì cũng không gặp nguy hiểm gì đâu. Nhưng mà trong khoảng thời gian này cô sẽ không tìm được ngài ấy đâu, bởi vì ngài ấy khả năng cao là đã bị dẫn dắt rời đi rồi. Bọn ta có tin tức quan trọng này. Thu tướng nữ thần có muốn nghe hay không? Cái gì? Nuôi dưỡng giống loài huyền cổ. Ta hiểu rồi, xin hãy để ta cùng đi với mọi người. Vừa hay mọi người có Bạch Trạch Ô Nha dẫn đường. Hay lắm, không cần chúng ta đi tìm mà đã tự mò tới rồi. Yêu cầu của ta rất là đơn giản, chỉ cần các ngươi giao ra chìa khóa bạc mà các ngươi dùng để vào đây thì ta sẽ tha cho các ngươi lần này, thế nào? Có thể tìm được tới đây vốn đã hiếm rồi. Lại để chìa khóa bị cướp đi, chúng ta sẽ như con thú bị nhốt ở trong lồng không thể nào tìm được viện binh vậy. Dùng ngón chân để nghĩ thì cũng không thể nào giao cho các ngươi được. Mà thôi, cho dù ta cướp lấy là được. Ngươi đi xử lý bọn chúng. Diêm Vương Long, nửa của Viêm Phong Long Thần còn mãnh liệt hơn là cả Minh Hỏa, muốn thắng thì phải tiên hạ thủ vi cường.
miệng phun hỏa kiếm còn có cả thứ đó sao? Đây là phương pháp kết hợp giữa ngự long chi thuật và ngự kiếm chi thuật của ta, mục long sư thông thường không thắng nổi ta đâu. Cái đó ta cũng làm được, mặc ta đi giúp Diêm Vương Long. Mặc dù nhiệt độ long tức của Viêm Phong Long cao hơn tất cả các hỏa long khác, nhưng mà hành động lại tương đối vụng về, trước mắt chỉ có thể từ bỏ thôi. Chú hỏa cầu đi. Diêm Vương Long, Mạc Tà mau lui lại. Ấy đang ghét, cái tên đó từ lúc đầu chỉ muốn diệt khẩu mà thôi, hắn muốn thiêu chết chúng ta. Bạch Khởi, dập tắt nửa của Viêm Phong Long Thần. Nếu ngươi không kích nổ Viêm Phong Long Thần, thì có lẽ còn có thể câu giờ cho ngươi một con đường sống. Tiếc là con đường đó giờ đã không còn nữa rồi. Các ngươi cũng đừng hòng trốn thoát. Đây là gì? Có thể là dùng cho chỗ đám tà kiếm phái đó giống loài huyền cổ, hoặc là cho căn cứ của bọn chúng. Lúc chúng ta tới cũng từng thấy chiếc chìa khóa kiểu như vậy, nhờ vậy mới tìm được Ngân Hy Chi Môn. Điểm đó ám chỉ Ngọc Hoành Tinh ở trong Bắc Đầu. Mình từng thấy hoa văn này ở Ngọc Hoành Tinh Cung. Dấu ấn này thường được khắc tại những vật cần được giữ bí mật hoặc là chìa khóa của cấm điện. Đây. Lệnh hồ cô nương, cô sao vậy? Cô ngây người lâu phết rồi đấy. Không sao. Mọi người mau tới đây xem thử này. Ở đây có một sân động rất lớn. Đây. Ở đây hết cả. Đám cuối cùng. Người đừng động, vô ích thôi. Loại kết giới này gọi là tế phẩm kết giới, giống loài huyền cổ cũng chỉ có thể tiến vào, không thể nào ra ngoài. Cứ mỗi một đoạn thời gian là kết giới sẽ tiêu hóa, giống loài huyền cổ ở bên trong, rồi truyền linh bản tới đầu bên kia. Không ai tiến vào được cả. Ta vừa hay có một chiếc phù có thể hiện ra thứ ăn đám giống loài huyền cổ này hung thú nào. Là hung thú nào? Đợi cho đám này bị tiêu hóa, chúng ta sẽ đi tìm thứ đứng sau, rồi giết nó. Như vậy mới là nhổ cỏ tận gốc. Là sân mông. Đó là thứ gì? Sân mông là thứ cực kỳ hung, là thứ cực hung thời thượng cổ. Nơi nào nó đến thì tất cả đều sẽ bị hủy diệt. Nhân loại cũng suýt chút nữa là bị diệt sạch vì nó. Lúc đó triệu tầm hàng ngàn vị tu giả, trải qua trăm năm trời thì mới phong ấn được nó ở trong Ngục Hoành Tinh Cung. Như này quá bất thường, sân mông mặc dù có linh tính, có thể giao tiếp, nhưng mà dù sao cũng là vật tà ác. Người chăn nuôi không sợ nó, cũng lút mình luôn hay sao? Sợ là chỉ có người tàu hỏa nhập ma mới nghĩ ra được. Không, không thể nào. Sân mông bị giam tại hang động dưới lòng đất ở Tinh Cung, chỉ có kiếm thủ với trường lão mới được tiếp xúc, sao lại xuất hiện ở đây được chứ? Lệnh hồ cô nương, cô bình tĩnh đi. Chiếc phù này chỉ có thể suy đoán kết quả đại khái, biết đâu ta nhầm lẫn gì đó rồi. Đều rõ ràng thế rồi, ngươi vẫn không nhận ra ta, đúng là vô dụng. Sư phụ. Sư phụ, tại sao người lại cấu kết với hung vật huyền cổ chứ? Đúng đó. Đã là tinh thần rồi, còn thiếu một chút tu vi này hay sao? Tinh thần, chẳng qua chỉ là danh hiệu mà trời xanh muốn cho thì cho, không muốn thì cướp đi mà thôi. Ta cực khổ lửa đời, nhưng mà sau khi trở thành tinh thần, chỉ vì kiếm chút tiền trái lương tâm, giết mấy kẻ chống đối với ta mà sức mạnh đó liền bị cướp đi. Hả? Nhưng mà ta thấy trên người của ngươi vẫn còn có sức mạnh của tinh thần mà.
khí tức mạnh quá, lại còn mang theo cả sức mạnh của huyền cổ thánh ma, nghe rằng đây chính là Sơn Mông. Mấy người chắc còn chưa biết, thế giới này trừ chính thương ra, thì còn có tà thương. Thương trời xanh. Sức mạnh của Lữ Ngô chính là do tà thương thông qua ta mà tiếp thêm cho nó. Tà thương. Chọn chính đạo, sức mạnh do chính thương ban tặng. Không chỉ phải trải qua quãng thời gian dài tu luyện, mà chỉ cần bất cẩn một chút là tu vi sẽ bị giảm mạnh. Nhưng mà tà thương thì không giống như vậy, người chỉ cần cướp đoạt, giết chóc là có thể tăng lên vượt bậc, thậm chí là nghịch thiên cải mệnh. Nghĩ phát là hiểu, tà thương vẫn có lợi nhất. Ba người các ngươi muốn chọn như nào? Người thiên phú không tồi, lại theo ta đã lâu, chỉ cần ngươi có thể quy phục tà thương, giữ bí mật thay ta, ta cũng có thể giúp ngươi thăng lên thành tinh thần thứ 9 sớm thôi. Ta không muốn, ta tu luyện vốn chỉ là muốn bảo hộ bách tính trăm họ, việc phải hy sinh họ ta làm không được. Thế vật vô dụng, uổng công ta bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, vậy chỉ có thể đối xử với ngươi giống như là kẻ địch rồi. Ngươi đúng là thiên tài nờ gạt người khác, ngươi chỉ nói lợi ích của tà thương, nhưng lại không nghĩ tới những người bước vào tà đạo, đau đớn tột cùng, sống không bằng chết, chỉ vì một chút lợi ích trước mắt. Ta thì tin là ta sẽ không áp được chính, ta sẽ không áp được chính. Đúng đó, ta không quy phục tà thương gì đó đâu. Vậy thì ta sẽ đem các người diệt khẩu hết. Bạch Khởi, gạt những viên đá rời, mở đường cho ta. Lấy hư không làm lò luyện, sát tiên kiếm. Kỳ quái, người này rõ ràng nhìn thì chỉ có tu vi bán thần chi cảnh, nhưng lại có được sức mạnh của chính thần. Lẽ nào hắn chính là một thần minh của ẩn tinh nào đó? Thiên giai, thiên ti kiếm võng. Không hổ là kiếm pháp cao cấp của Ngọc Hoành Tinh Cung, nhiều kiếm thật đó. Chúc công tử, ngươi có thể nghĩ cho kỹ, nếu ngươi nói ra lúc này thì chính là phản bội Ngọc Hoành Tinh Cung, kẻ tiết lộ bí pháp thì sẽ bị trục xuất. Lẽ nào ngươi đã nghĩ kỹ rồi, muốn cùng ta đi nhờ cậy vào tà thương? Không, dù cho bị trục xuất khỏi tinh cung, ta cũng có thể làm lại từ đầu, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nối giáo cho giặc, đi vào con đường sai trái. Chúc công tử, trung tâm của kiếm trận chính là mắt trận, đánh vỡ nó là được. Đường, lệnh hồ cô nương, ta biết là có thể tin cô mà. Tự cho là thanh cao mà thôi, ngươi không bị mê hoặc chính là vì ngươi chưa từng thấy sức mạnh mà tà thương ban cho. Vừa lên là đã thua rồi, xem ra ta lên rất là đúng lúc. Cô em vợ, sao lại là ngươi? Chúc công tử, ngươi không sao chứ? Vị này dường như là Linh Sa cô nương mà ta từng gặp một lần trước đó. Ta vì để ngăn cản hắn trêu hoa ghẹo nguyệt sau lưng của tỷ tỷ nên đã đi theo tới đây. Chuyện này toàn là chuyện vặt vãnh nhảm nhí, bây giờ có vấn đề phiền phức hơn rồi. Sao lại có thêm người tới vậy? Chẳng lẽ chuyện này đã lộ rồi? Chỉ là tình cờ mà thôi, không phải lo lắng. Tu vi chỉ cần thấp hơn tinh thần thì ta đều có thể một mẻ tóm gọn, chuyện này không đáng để phải sợ. Cô ta hẳn là kết nối với tà thương, thông qua Sơn Mông rồi lấy được sức mạnh. Ta có một cách có thể ngăn cản. Cô em vợ đúng là thần thông quảng đại, thế mà lại biết cả việc này. Ta thân là họa sư, cũng phải kết nối với thanh ma để đạt được sức mạnh, tất nhiên là phải biết rồi. Biểu Sơn có một loại kiếm trận ba người, có thể chặt đứt liên kết giữa Sơn Mộng và tà thương. Ngươi gọi hai người đó tới đây. Minh Sa cô nương nói, chúng ta trước tiên cần phải chặt đứt liên kết giữa Sơn Mộng và tà thương. Đã Lữ Ngô không thể nào lấy được sức mạnh tinh thần nữa, như vậy thì thực lực của cô ta sẽ không chênh lệch với chúng ta. Ta đi thu hút hỏa lực, ba người lập kiếm trận phối hợp với Sơn Mông. Thử xem sao, trước mắt chỉ có cách như vậy. Bạch Khởi, nghĩ cách ngăn chặn sức mạnh của cô ta đi. Vô ích thôi, các ngươi cùng lắm cũng chỉ có thể trốn tránh, chứ không ai có thể thắng được sức mạnh của tinh thần. Không ổn, đây chính là đoạn thương kiếm trận, không thể nào để bọn họ thành công, nếu không thì mình không thể nào lấy được sức mạnh từ tà thương được. Xem ra tiểu tử này chỉ là mồi nhử, kiếm trận mới là thủ đoạn sau cùng. Chắc hẳn đây là do kẻ đến sau nhà ngươi bày ra, đi che đi.
Minh Sa Cô Lương cẩn thận. Thiếu rồi, cho dù có tu vi chính thần thì cũng không có cách nào ở quá lâu trong gió bão hư vô. Chúc công tử gặp nguy hiểm rồi. Đây là đâu, nếu như vẫn còn ở trong gió bão hư vô, mình không thể nào bình an vô sự được. Nên mình hẳn là đã bị cuốn vào một hư không khác rồi. Bình thường ẩn tinh phục thần sẽ không tùy tiện phát sáng, lẽ nào? Đợi đã, mình nhớ là nó nằm giữa kết giới của Ngọc Hoành Thần Cương và Thiên Xu Thần Cương. Giấu mình trong hư vô, cần mình dùng thần lực để đánh thức. Sơn thần soi sáng, thần mang soi sáng, thần phủ thế. Không sai, đây chính là thần phủ của mình, Long Vĩ Sơn. Có ai không? Ai tới dẫn đường cho ta đi. Người tới là ai? À, ta là phục thần đây này. Trưởng thị nữ của Long Vĩ Sơn, Hắc Phượng Hoàng. Thần của ta, ngài cuối cùng cũng đã tới. Phượng Hoàng đợi ngài ở đây thật là khổ sở. Công nghênh thần của chúng ta. Đứng dậy đi. Này, bọn họ đều không biết ta là phục thần sao? Chỉ có người mới cảm ứng được thân phận của ta ơi. Vâng, mong ngài đừng trách họ. Ở Long Vĩ Sơn, chỉ có trưởng thị nữ và trưởng thị Tùng mới cảm nhận được, mới cảm ứng được thần lực của phục thần. Quy tắc hành lễ giữa chúng ta với họ và cả vị trí của Mai Đình, của Mai Đình Ấn đều khác nhau. Ngài theo ta vào trong nhé. Đúng rồi, lúc báo mộng trước đó, ta nhớ là đã hỏi người, là người có biết rằng có người nào từng thờ phụng ở Long Vĩ Sơn hay là có liên quan tới chúng ta hay không, bởi vì trên vai cô ta có dấu ấn giống như người. Chuyện này đúng là có tiến triển. Ta đi tra tìm ở trong sách cổ của nơi này thì phát hiện ghi chép về lạn vạn năm trước, trưởng thị nữ đời trước đó xác thực là đã phản bội và bỏ trốn. Thần phục thần có trách nhiệm lớn nào? Các phục thần của đời trước đều sẽ cân nhắc lựa chọn thị nữ và từng có tiềm lực là và thu nam đồ đệ, để sau này họ có thể tiếp nhận vị trí của mình hoặc trở thành chính thần khác giúp đỡ cho mình. Mặc dù trưởng thị nữ của đời trước học công pháp từ thần phục thần đời trước, nhưng mà thần phục thần đời trước lại cho rằng cô ta có những ý niệm xấu, không phù hợp để chuyển thành chính thần, cần phải trau dồi nhiều hơn để điều chỉnh tâm tính. Thế mà trưởng thị nữ đó lại nhân lúc phục thần bế quan, dẫn thần minh khác tiến vào Long Vĩ Sơn, phá hoại thần lực trong núi, khiến cho phục thần đời trước bị hại chết lúc ra tay phản kháng. Kể từ đó Long Vĩ Sơn suy bại. Trưởng thị Tùng cho đến bây giờ không chọn được ai, bây giờ thần lực cũng chưa đủ toàn bộ. Nếu như không thể nào truy tìm hung thủ, thì năng lực của ngài cũng sẽ bị tổn hại, không thể nào trở về thần vị, và chỉ có thể tiếp tục rèn luyện. Nhưng làm sao mà ta biết người mà ta quen biết đó có phải là thị nữ trưởng đời trước hay không? Thị nữ thị Tùng nào mà được thần phục thần đồng ý cho chuyển thành chính thần thì trên người đều sẽ không còn dấu vết của Mai Đình Ấn nữa. Nhưng mà thị nữ trưởng đó đã phản bội, lại còn không chịu chấp nhận dấu ấn này, nên trên người thế nào cũng có Mai Đình Ấn đã bị tự phá hoại. Phải rồi, trên người Huyền Qua đúng là có dấu ấn như vậy. Thực không dám giấu giếm, ta vốn đang gặp phải rắc rối, bị một tinh thần chuyển sang tà thương truy sát, lại ngẫu nhiên tới được nơi này. Vốn cho rằng lấy lại thần lực là có thể chắc chắn phần thắng, không ngờ Long Vĩ Sơn cũng đã là một mớ hỗn độn. Ngài đừng nghĩ như vậy, mặc dù thần lực bị hao tổn, nhưng mà phục thần có trách nhiệm phán xét thần. Sức mạnh lấy đường từ chính thương cực mạnh, đã đối phó với tinh thần của tà thương thì không phải chỉ là lời nói suông. Lấy lại thần lực của Long Vĩ Sơn hiện tại đã, có lẽ giúp ích được nhiều cho tu vi hiện tại của ngài. Được. Hỗn độn tinh tú, chính niệm thanh minh, ánh sáng phục thần thuộc về thần nhân. Đây chính là thần lực của phục thần sao? Dù cho không phải toàn bộ thì cũng đã đủ cường đại rồi. Long Vĩ Sơn này của chúng ta có phải đã vượt xa Bắc Đầu Thần Châu hay không? Đúng vậy, Long Vĩ Sơn ban đầu cai quản các chòm sao, chỉ là vạn năm gần đây bị sa sút. Hiếm có thần phục thần nào sống đến khi chính thức trở lại vị trí. Phục thần đời trước vốn cũng được mọi người ủng hộ, nhưng mà sau lại cũng vẫn bị gặp phải bất trắc. Kết thúc giai đoạn rèn luyện, ngài có lẽ vẫn phải tiến vào Long Môn một lần nữa. Lúc đó có một lần tu vi thăng hoa nữa, nó sẽ đem lại cơ duyên trọng đại cho việc ngài truy tìm hung thủ và trở lại thần vị. Long Môn, ta vẫn phải tiến vào một lần nữa. Đúng vậy, sức mạnh của Long Vĩ Sơn vốn đến từ Long Môn, nên có thể sẽ phải tiếp xúc nhiều hơn. Bây giờ ta đã có sức mạnh, có thể đi đối phó với Nữ Ngô và Sơn Mông rồi. Mong ngài hãy hành thử cẩn trọng. Thần lực của phục thần mặc dù có thể áp chế sức mạnh của tà thương, nhưng mà Sơn Mông trừ việc có thể kết nối với tà thương để lấy sức mạnh,
mà bản thân của nó còn mang trên mình huyền cố thánh ma chi lực. Dù cho có thể đánh bại được Lữ Ngô, nhưng mà ngài cũng chưa chắc đã là đối thủ của Sơn Mông. Vậy à, thế phải làm sao giờ? Ta nghe nói Sơn Mông vốn bị chấn áp tại Ngọc Hoành Tinh Cung, hay là chúng ta tìm cách liên hệ với Ngọc Hoành Tinh Cung đang ở bên cạnh ẩn vũ môn sau núi của Long Vĩ Sơn thử xem. Ngọc Hoành Tinh Cung đang ở sát vách của chúng ta, bây giờ ta sẽ đi tìm viện binh. Con đã, nếu như thật sự muốn đi qua ẩn vũ môn thì phải tiến vào gió bão hư vô một lần nữa, lúc đó sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cách liên hệ mà ta nói là truyền âm qua huyền phủ, ước chừng mất khoảng 3 tới 5 ngày. Không kịp mất, bây giờ tình thế rất là nguy cấp, dù sao ta cũng đã có một lần, cũng coi như là có kinh nghiệm rồi. Vậy mong ngài hãy bảo trọng. Không sao, dù sao ta cũng lấy được thần lực rồi, chuyện tìm kiếm hung thủ giết hại phục thần đời trước cứ giao cho ta là được. Đây chính là Ngọc Hoành Tinh Cung. Tới rồi, ai đó, Tinh Cung nghiêm cấm nam tử tiến vào. Mình nên nói gì đây? Nói chuyện Nữ Ngô phản bội hay sao? Họ chắc chắn là sẽ không tin mình. Hay là mình tự xưng tên tuổi, nói là mình quen biết với lệnh Hồ Linh. Ấy gì vậy? Lên cái nào đánh luôn. Dùng thiên giai kiếm pháp có cùng nguồn gốc với bọn họ trước đã. Biết đâu có thể giả vờ để họ coi mình thành người một nhà. Đây là... Tại hạ là Trúc Minh Lãng, ta là kiếm pháp mà ngươi sử dụng có nguồn gốc với Ngọc Hoành chúng ta, nhưng mà lại không hoàn toàn giống. Theo ta được biết, chỉ có kiếm pháp của Mạnh Tôn mới như vậy. Ngươi có quan hệ gì với ngài ấy? Mạnh Tôn, người thân của Mạnh Băng Từ. Chắc sẽ không phải là mẫu thân của mình quen biết ai ở đây đấy chứ? Nếu vậy thì có lẽ là dễ xử lý rồi. Tên của Mạnh Tôn là thứ mà người ngoài như ngươi tùy tiện gọi được hay sao? Đó là mẫu thân của ta, bà ấy cũng ở Ngọc Hoành Tinh Cung hay sao? Mạnh Tôn có gia đình rồi, ta dường như chưa từng nghe nói tới. Người lại dám mạo danh nhi tử của Mạnh Tôn? Đâu có, cái đó thì mạo danh làm gì chứ? Hơn nữa, từ đầu ta đã không biết bà ấy ở đây rồi. Phương Yên, đừng có làm khó cậu ta. Người này tới từ ẩn vụ sơn môn của Long Vĩ Sơn, nên hẳn là liên quan tới Phục Thần. Chúng ta là hàng xóm nhiều đời với Phục Thần Tuấn Mạnh, nhưng mà hắn tự xưng là nhi tử của Mạnh Tôn. Không sao, ta hỏi cậu ta là được. Vâng. Cô ấy có thể không tin cậu là nhi tử của Mạnh Băng Từ, nhưng ta thì tin, cậu vẫn có vài phần giống với bà ấy. Xin hỏi cô nương à, ta với bà ấy có quan hệ huyết thống. Sau khi mình sinh ra, cha dường như vẫn oán hận nương, nương cũng rời nhà ra đi không có tin tức. Sẽ không phải là trước đó mình có một tỷ tỷ, nhưng lại tự ý bắt tỷ ấy tới Ngọc Hoành Tinh Cung tu luyện. Dù sao Ngọc Hoành cũng chỉ nhận nữ không nhận nam. Ta hiểu rồi, vậy ta hẳn là phải gọi ngài là tỷ tỷ. Tỷ tỷ cái gì? Loạn hết cả vai vế. Cô ấy là muội muội của ta, dì của con, cũng là kiếm thủ mới của Tinh Cung, vị tinh thần được trời xanh chọn chúng thay cho Lữ Ngô. Lương, người đúng là ở đây thật đơ. Có gì phải ngạc nhiên, ta vốn là tu giả ở đây, chỉ là vì một đoạn nghiệt duyên trở thành phàm nhân, bây giờ trả lại Ngọc Hoành Tinh Cung mà thôi. Có chuyện gì vậy? Bên ngài đều truyền tai nhau là tỉ muội hai người bất hòa, lẽ nào người thực sự đánh nhau với lương của ta? Sau đó bà ấy thất bại nên mới trở thành phàm nhân, nhưng mà trông tiểu di cũng không giống là người hung thần ác sát cho lắm mà. Lời đồn đó đến con cũng biết à? Xem ra chúng ta đã đạt được mục đích rồi. Thực ra đối thủ năm đó của mẫu thân của con là Trúc Tuyết Ngân, họ giao chiến trong Long Môn. Hả? Là cô Trúc Tuyết Ngân. Trúc Tuyết Ngân là trật tự giả của Ly Xuyên khi đó, cũng là người mở ra Long Môn thần tuyển chi môn. Cô ấy lợi dụng quy tắc của Long Môn, cải tạo nó thành cơ chế thăng cấp sàng lọc thần minh. Cũng vì vậy mà cô ấy gặp rất nhiều đối thủ, bao gồm cả mẫu thân con. Hai người đánh nhau đến khi cả hai đều bị tổn hại, biến thành người phàm. Bởi vì Trúc Tuyết Ngân danh tiếng đồn xa, lại mở ra Long Môn nên chọc phải rất nhiều kẻ thù, hóa thành phàm nhân sợ là sẽ nguy hiểm. Ta liền đồn ra là vì hai tỷ muội chúng ta bất hòa để bảo vệ cô ấy. Lương, người có thù gì lớn lắm với cô Trúc Tuyết Ngân hả? Nếu không thì sao hai người lại đánh nhau đến mức người chết ta sống như vậy? Con hiểu gì chứ, đây là tương thân tương ái, chẳng qua là tranh đấu trong Long Môn mà thôi, không có thù oán gì lớn cả. Chỉ là sau này thù này lại lớn lên rồi. Sau khi hóa thành phàm nhân, tỷ tỷ thành hôn với Trúc Thiên Quan, sinh ra con. Trúc Tuyết Ngân vì để báo thù nên đã chui vào Long Môn. Sương huynh muội với Trúc Thiên Quan lại thừa cơ bắt con đi. Đây.
Tỷ tỷ, khi đó vừa kết thúc bế quan thì phát hiện con bị bắt đi, nên liền đánh nhau với Trúc Tuyết Ngân. Nhưng mà linh bản mà Trúc Tuyết Ngân còn xuất lại vẫn nhiều hơn nên tỷ tỷ không phải là đối thủ của nàng. Trúc Tuyết Ngân nói với tỷ tỷ rằng, hoặc là ngươi thừa nhận yếu hơn ta, hoặc là đánh bại ta, nếu không thì ta sẽ mang đứa trẻ này đi mãi mãi. Tỷ tỷ khi đó rất là phiền muộn, sau đó chỉ có thả đi Miểu Sơn Kiếm Tông để tu hành. Hả, vậy là mẫu thân người không thừa nhận bản thân yếu, cũng không có đánh bại cô. Ban đầu thì là vậy, sau thì ta phát hiện nàng ta dạy dỗ con tốt hơn ta, nên ta liền không quan tâm nữa. Điều khiến ta tức giận duy nhất là phụ thân của con. Ông ấy khi đó rõ ràng là thấy Trúc Tuyết Ngân la lịch bất thường, lại cứ để nàng ta đem con đi. Đúng là lười muốn quản cái tên đần đó mà. Không ngờ mâu thuẫn ở trong gia đình con lại bắt nguồn từ một trận quyết đấu giữa cô Trúc Tuyết Ngân và mẫu thân. Rõ ràng là ba người trưởng thành, sao lại có thể làm ra loại chuyện không đáng tin cậy như vậy chứ? À đúng rồi, nhắc mới nhớ, có một chuyện rất là quan trọng con muốn bẩm báo. Chuyện này liên quan tới Lữ Ngô. Ta biết, nàng ta định lấy sức mạnh từ tà thương thông qua người của Sơn Mông. Chuyện này cũng liên quan tới ta. Khi đó nàng ta đố kỵ ta là Ngọc Hoành Kiếm Thủ, nên liền đi chém giết tứ đại hóa thân của hung thú, kết quả lại bị tàn hồn của một trong số đó làm cho bị thương, vì vậy mà sinh ra tâm ma. Lúc trở lại thì ta đã không ở Ngọc Hoành, nàng ta liền thống lĩnh nơi đây, nhưng mà từ đầu tới cuối cứ luôn để ý bản thân không thể nào khiến mọi người tin phục được. Gần đây ta trở về, trong lòng của nàng ta đã dao động, sau đó liền biết được vị trí tinh thần được truyền cho muội muội ta, thì nàng ta càng không thể nào chấp nhận được, và nhìn tới nhờ cậy tà thương. Đều trách ta, khi đó ta nhận được ý chỉ của trời xanh thay Nữ Ngô làm tinh thần, nhưng ta tự cảm thấy bản thân mình không thể nào so với tỷ tỷ và Nữ Ngô được, nên cứ mãi không chịu nhận lấy thần lực. Kết quả là bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Dì đừng tự trách, bây giờ nhận lấy cũng vẫn còn kịp mà, con cũng vừa mới nhận được thần lực thôi. Con nắm chắc có thể đối phó được với Nữ Ngô, nhưng mà lại không xử lý được Sơn Mông, cho nên mới tới tìm sự trợ giúp. Trước mắt thì nên làm gì mới được đây? Dễ thôi, năm đó Ngọc Hoành Tinh Cung dẫn đầu phong ấn nó. Ta dẫn dì của con đi nhận thần lực, dì ấy sẽ tự dựng lại kiếm trận, Ngọc Hoành Tinh Cung chúng ta cũng sẽ dốc hết toàn lực để triệt để vây hãm thứ tà vật đó. Con đi trước đi. Nhớ đấy, thứ nhất, dốc hết sức để kích phát sức mạnh tà thương của Lữ Ngô, sức mạnh cửa chính thương, nhờ vậy mà sẽ quay lại chỗ của dì con. Thứ hai, kéo dài thời gian, sau khi bọn ta chuẩn bị ổn thỏa, sẽ phát động toàn bộ sức mạnh của Ngọc Hoành Tinh Cung. Vâng, may quá rồi, không ngờ dì lại là tinh thần mới của Ngọc Hoành, mẫu thân cũng ở đây nữa. Sắp tới không chỉ đối phó với Nữ Ngô và Sơn Mông mà còn đối phó với Hoa Kiều, sau đó cũng sẽ yên ổn hơn rồi. Không biết đám người cô em vợ Lệnh Hồ Linh, Thú Tứ đâu rồi? Kỳ quái, khi đó bốn người tất cả mới miễn cưỡng đấu tay đôi với Nữ Ngô Sơn Mông. Mình già đi đâu như vậy rồi mà bọn họ vẫn còn đang giằng co. Tốt quá rồi, mình đã bảo là có chuyện xảy ra mà, Tô Chuyên cũng tới rồi. Này, ta trở lại rồi, qua đây đi, ta giúp mọi người một tay. Đừng qua đây. Nữ Ngô bây giờ cực kỳ lợi hại, chỉ cần có người bị thương hay là gặp khó khăn, cô ta sẽ hấp thu cảm xúc tiêu cực của người đó để tăng sức mạnh của bản thân mình lên. Nếu như không nắm chắc phần thắng thì đừng tới gần cô ta. Đây là đánh cho Lệnh Hồ cô lương đổi người luôn sao? Không ngờ ngươi lại may mắn tới vậy, trốn được cả gió bão hư vơ. Chẳng qua chỉ tới đây thôi, ta sẽ tiêu diệt hết tất cả các người. Mẫu thân bảo mình kích phát sức mạnh của tà thương của Lữ Ngô trước, thì cô mới lấy được sức mạnh của chính thương. Cấm chế khóa lại một phần sức mạnh, hẳn là Nữ Ngô dùng để phòng cho ăn không tiêu vì nhận lấy sức mạnh tinh thần quá nhanh. Mình cần chặt đứt cấm chế. Diêm Vương Long, ra đi, chúng ta hành động cùng nhau. Nào, giác của mình ơ, tên nhãi này dường như là mạnh hơn so với trước đó, mà loại thần lực lờ mờ trên người của hắn cũng khiến mình cảm thấy nguy hiểm. Sức mạnh của hắn rốt cuộc là từ đâu? Trước mắt thì cứ không đối đầu trực tiếp mới được. Diêm Vương Long bình tĩnh, cô ta đang muốn kích phát cảm xúc tiêu cực phẫn nộ của người để làm sức mạnh cho cô ta dùng. Vô ích thôi, người có thể răn dạy, nhưng mà con rồng này cần phải dựa vào thú tính của mình. Giờ đã quá muộn rồi, không nên nói quá nhiều, không thì bị vả mặt nhanh lắm. Sức mạnh ngay thẳng thật là mạnh mẽ, thế mà lại có thể gạt hết cảm xúc tiêu cực. Mình cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm mà ra tay đi. Dù cô ta tính kế ngươi như thế nào thì cũng đừng bị chọc giận.
Trung tâm của cấm chế chính là ở đây. Ta tưởng ngươi có tuyệt chiêu để thắng như nào, không ngờ lại làm hành động ngu xuẩn như vậy. Chắc ngươi cho rằng cấm chế này liên quan tới hắc khí lên chém đứt nó, nhưng mà lại không ngờ rằng đây chính là phong ấn khiến ta chưa nhận hết sức mạnh của tinh thần. Nhờ có ngươi mà sau trận đấu này ta sẽ quen với sức mạnh của tà thương và có thể lạp hết nó vào cơ thể. Giờ đây, cho dù là tất cả tinh thần của chính thường đều không phải là đối thủ của ta. Chúc công tử, chúng ta hợp lực với nhau thì cũng chưa chắc là đánh thắng được. Nên giờ cứ giúp ngươi trước rồi tìm thêm người tới giúp. Đúng đó, người đừng có mà xuất thủ. Yên tâm, ta lo được. Phía bên gì chắc đã thành công rồi, mình có thể ra tay mà không phải kiêng dè gì nữa rồi. Lấy sao trời làm lò luyện, lạp khí trong sạch từ trời đất. Vạn luồng thần lực trở lại kiếm này. Phục thần, sát tiên thiên khởi kiếm. Chịu chết đi, vị tiên nhập ma. Cẩn thận, sức mạnh của hắn tới từ phục thần. Đó là kẻ địch của ta thương. Cái gì? Không thể nào được, ta rõ ràng là tinh thần của ta thương. Chúc công tử, sau khi sư phụ ta chịu chiêu đó, cấm chế và tu vi đều đã tan hết. Ngươi tha cho bà ấy một mạng, ta sẽ khuyên nhủ bà ấy. Được. Sư phụ, người đừng ngu mê không tỉnh ngộ nữa. Ta thương là con đường sai lầm. Người từ bỏ thì vẫn còn kịp. Lấy thiên phú của người, cho dù không làm tinh thần, tu luyện lại từ đầu thì cũng sẽ đạt đến đỉnh cao vào một ngày nào đó mà thôi. Ngươi đúng là cứng nhắc. Thế nào là con đường đúng đắn, thế nào là con đường sai lầm chứ? Ngươi đi nhờ cậy ta thương, không hề chỉ có mình ta, theo ta được biết. Tinh thần nhập ma nữ ngô, nhờ cậy ta thương, nghịch thiên hành đạo, chúng ta nhất định phải giết. Chúng ta cũng tới rồi đây, lập tức kết trận đối phó với thượng cổ thánh ma Sơn Mông. Tinh thần mới của Ngọc Hoành Tinh Cung, Mạnh Viên, rõ. Huỳnh Hỏa Kiếm Pháp, Lưu Kiếm Thức. Thô. Chúng ta sẽ mang Sơn Mông đi, chấn áp lại cấm địa của Ngọc Hoành Tinh Cung. Sau này nó sẽ không gây hại cho nhân gian nữa. Đa tạ gì đã ra tay giúp đỡ. Sư phụ. Nguyên qua. Cô ta tới cũng đúng lúc thật đó. Nguyên qua đại nhân đến rồi à? Nhưng mà cô ra tay như vậy thì cướp hết công của ta rồi. Xin lỗi, là do ta gấp gáp. Ta chỉ là thấy Trúc công tử hơi lưỡng nợ nên liền ra tay. Dù sao thì nữ ngô này, nếu chỉ phế tu vi của cô ta thì với bản tính không từ thủ đoạn, cô ta sẽ trở thành một mối tai họa. Chẳng qua là làm người thì vẫn sẽ có lòng trắc ẩn. Dù sao thì nếu giết nữ ngô, Lệnh Hồ cô lương cũng sẽ không còn sư phụ. Như vậy cô cũng khá đáng thương. Dù sao thì nữ ngô làm nhiều việc ác, Lệnh Hồ cô nương đi theo cô ta cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Ta thì lại thấy Lệnh Hồ cô lương lần này trong cái rủi có cái may ấy chứ. Ý cô là ngươi tự xem đi. Nữ ngô đều đã chết rồi, vậy thì từ hôm nay con sẽ trở thành đồ đại của ta. Ta dạy con kiếm pháp. Cái gì? Mẫu thân, người dạy cô ấy mà không dạy con, sao lại thế được? Con học chiêu thức của Trúc Tuyết Ngân, ta nhìn thấy khó chịu nên không muốn dạy. Tỷ tỷ có ý đó hay đó? Tỷ tỷ không có ý đó đâu. Mặc dù kiếm pháp của Ngọc Hoành Tinh Cung nam nữ đều học được, nhưng mà nếu muốn đạt tới cảnh giới cao nhất thì nữ giới vẫn có ưu thế hơn. Tỷ tỷ không muốn con lãng phí thời gian trên con đường không đúng mà thôi. Vẫn là gì nói chuyện dễ nghe hơn. Lần này may mà có Trúc công tử giúp đỡ, chúng ta mới tiêu diệt được nữ ngô. Thu tớ cũng được cậu chăm sóc. Không sao, chuyện nên làm mà thôi. Trúc lãng, lần này ngươi đúng là dũng mãnh phi thường. Đối phương là tinh thần mà ngươi cũng đối phó được. Bình thường cũng đâu thấy ngươi như vậy đâu. Ta thấy tò mò, trước đó cậu đánh với nữ ngô không hề thoải mái như vậy. Nhưng mà sau khi trả về từ gió bão hư vô thì thực lực rõ ràng là đã tăng lên. Cậu gặp được cơ duyên gì à? Không có gì, ta bị gió bão hút vào một ngọn núi. Có tiên nữ tỷ tỷ cho ta sức mạnh, cho nên ta thăng cấp thôi.
Nơi mà có thể thông đến từ gió bão hư vô gần đây chỉ có Long Vĩ Sơn và Ngọc Hoành Tinh Cung. Hắn ta là Lam Tử nên khó mà lấy được thần lực từ Ngọc Hoành Tinh Cung, nên chỉ còn lại Long Vĩ Sơn, mẹ nào là phục thần. Chẳng trách mình cứ cảm giác trên người của hắn có hơi thở vừa thân quen lại vừa kỳ lạ. Nếu như Trúc Minh Lãng thật sự là phục thần, e là hắn sẽ báo thù cho phục thần đời trước mà tìm tới mình. Mình nhất định là phải tiên hạ thủ vi cường. Lần này chúng ta tiêu diệt Nữ Ngô, giam Sơn Mông và Ngọc Hoành Tinh Cung, cũng đã tiêu diệt gần như là hết sạch giống loài huyền cổ từ Ngân Hy Chi Môn. Ngọc Hoành Tinh Cung cũng đổi tinh thần mới, mặc dù khá là chắc trở, nhưng giờ mọi thứ cũng đã trần ai lạc định rồi. Trong quá trình thảo phạt Nữ Ngô lần này, Trúc công tử tống cống hiến nhiều nhất, cũng rất được mọi người trọng vọng. Chỉ bằng chúng ta đề cử cậu ấy làm đệ tử tinh thần, cửu tinh thần, ý mọi người thế nào? Chuyện này thì ta không có hứng thú lắm, vì dù sao ta tiêu diêu tự tại cũng đã quen rồi. Hơn nữa, việc lựa chọn tinh thần chẳng phải nên nghe theo ý chỉ của trời xanh hay sao? Không giống việc có thể quyết định chỉ bằng cách hội họp cho lắm. Thông thường thì việc lựa chọn tinh thần đúng là nên nghe theo chỉ dẫn của trời xanh, nhưng vị trí của đệ cửu tinh tương đối đặc biệt. Kết quả của nó rất cần có sự thúc đẩy, bởi vì nó luôn lơ lửng phía trên bắc đầu thần châu, không thể nào hạ xuống để tiếp giáp với thần châu. Chỉ khi chọn ra tinh thần, mượn sức mạnh của người đó thì mới có thể khiến nó dung hợp với bắc đầu thần châu. Đêm dài đang đến, chính vị tinh thần cần nhanh chóng trở về, nếu không thì khó mà áp chế được âm vực. U Ngân đại diện cho võ đầu chi lực, chúng ta cần cấp bách theo đuổi nó. U Ngân là tên của đại cửu tinh thần, nó trốn vào một nơi hư không xa xôi từ rất lâu trước kia. Nghe nói trên U Ngân đã không còn nhân tộc nữa, nó đã trở thành nơi ở của cổ lão dị thú, yêu vật huyền cổ và cổ nông. Vị trí của U Ngân tinh thần không có thần thức, trừ các tinh thần hiện tại thì đều làm được. Dù cho người đã là chính thần khác rồi thì cũng không sao cả, một người quản lý hai ngôi sao, mẹ nào không thích hay sao? Thử xem đi. Không được, con thật sự không có bản lĩnh đó. Nếu Trúc công tử đã khẳng khái thoái thác thì chúng ta cũng không ép nữa, nhưng mà hiện tại chúng ta đúng là rất hy vọng U Ngân Tinh có thể nhanh chóng rơi xuống. Kế hoạch bây giờ chúng ta chỉ có thể dùng cách khác để kéo nó xuống. Chuyện này không chỉ cần cửu vị tinh thần cùng nhau khởi động thiên dẫn thần trận, mà còn cần một vài người cường đại đến U Ngân Tinh trước, bày ra thiên dẫn thạch trận ở chỗ trung tâm. Thế thì mới có thể đảm bảo U Ngân sẽ rơi xuống. Trời ạ, thế mà lại muốn kéo cả một chòm sao. Một chòm sao là một đại lục, đây sợ là sức mạnh siêu việt cực hạn rồi. Thế này đi, lần này sẽ triệu tập các tinh anh khắp bắc đầu này để chúng ta dẫn đội đi U Ngân rèn luyện. Như vậy thì có thể nhanh chóng tiêu diệt yêu vật dị thú ở đó, mà cũng có thể thúc đẩy chuyện kéo U Ngân tinh này. Ý kiến không tệ. Có muốn đi hay không, lần rèn luyện này phù hợp với sở thích tiêu dao tự tại của con. Lúc tiêu diệt đám huyền cổ yêu vật kia, biết đâu lại gặp được cơ duyên. Chắc chắn rồi, con nhất định sẽ đi. Vậy con cũng đi với Ngọc Hoành Tinh Cung đi, vừa hay để ta và tỷ tỷ có thể phối hợp với con. Ngọc Hoành Tinh nữ thần, ta biết cô và Trúc Minh Lãng có quan hệ huyết thống, nhưng mà cô và Mạnh Tôn đều mang trọng trách, phải dẫn dắt đệ tử Ngọc Hoành Tinh Cung. Để Trúc công tử cùng đi với mọi người e là sẽ không tiện, lại dễ bị nói ra nói vào. Không sao đâu gì, con đi với Huyền Qua thần cũng được. Trước bọn con cũng đi cùng nhau rồi. Được thôi, Huyền Qua quả nhiên là loài đuôi hồ ly rồi. Trước mình đã hoài nghi cô ta, có lẽ cũng đi nhờ cậy tà thương nên mới giết Nữ Ngô để diệt khẩu. Bây giờ lại đặc biệt muốn cùng đi với mình, nghe là lòng mang ý xấu. Tình hình U Ngân rất là phức tạp, chuyến đi này lại tràn đầy biến số và bất chắc, vừa hay là cơ hội để ra tay. Trúc Minh Lãng, ta muốn mạng của người. Khu vực gần U Ngân Tinh. Theo Huyền Qua thần tính toán, vào lúc nửa đêm, vị trí của U Ngân Tinh sẽ gần bắc đầu thần châu nhất, lúc đó giữa thần châu và U Ngân Tinh sẽ xuất hiện một dòng chảy thiên đa cực mạnh. Chúng ta đi theo dòng chảy thiên dẫn này là sẽ có hy vọng tiến vào được bên trong U Ngân Tinh. Ngụy Hằng, Huyền Qua Tinh Cung, Bắc Cung Kiếm Tiên. Ta biết rồi. Vậy là hai vị cũng là người của Huyền Qua Tinh Cung sao? Huyền Qua thần không hành động cùng chúng ta à? Lục Oanh, Huyền Qua Tinh Cung, Bắc Cung Kiếm Tiên. Lâu Thiến, Huyền Qua Tinh Cung, Bắc Cung Kiếm Tiên. Ta là Lục Oanh, kiếm tiên của Nam Cung của Huyền Qua Tinh Cung, còn cô ấy là Lâu Thiến, người của Tây Cung. Huyền Qua đại nhân phải cùng các tinh thần khởi động thiên dẫn thạch trước, sau đó sẽ tụ hợp với chúng ta ở U Ngân Tinh sau. Hay lắm, lần đầu tiên gặp được thế lực hậu cần thân tín của Huyền Qua, mình còn cho là cô ta không có người dưới trướng cơ, giờ thì hay rồi, đều phái đến hết giám thị mình.
thời gian đã đến, chư vị tinh thần hãy đi với ta để khởi động thiên dẫn thạch. Mọi người đi trước đi, lát nữa ta sẽ theo sau. Vạn vật đảo ngược, tìm đường thiên dẫn, khởi. Chúc công tử đâu rồi, không cẩn thận bị dòng chảy đá rơi cuốc đi rồi sao? Chắc không đâu, trong ấn tượng của ta thì huynh ấy đã đáp xuống rồi, hay là chưa tới địa điểm chỉ định để tụ họp thôi. Thật sự không muốn đi cùng người của Huyền Qua, hành động một mình vẫn tiện hơn. Cẩm Lý tiên sinh, ông có biết ở đâu trên U Ngân Tinh có cây trên trăm vạn năm không? Là cái kiểu mà có thể làm hang ổ cho viễn cổ dị thú ấy, thứ đó rất có ích cho Tiểu Kim Long, trước khi ta tới đây cô em vợ dặn ta như vậy. Chắc phía nam của nơi mà Ngọc Hoành Tinh cung tới, chỗ đó nghe nói có một ngọn núi, nhưng đó là núi gì? Cẩm Lý tiên sinh, ông mau nhìn, một cái cây thật lớn. À, ta nhớ rồi, là Thiên Thụ Sơn Mạch. Loại sơn mạch này thông thường được hình thành từ một cái cây từ thời viễn cổ. Loại cây này phát tán hạt giống của mình lên cành lá, rồi dễ dàng sinh ra gốc trên không, sau đó con cháu của nó sẽ lớn lên trên người nó, cứ thế tích lũy thành một ngọn núi. Cái cây phía trung tâm ở đó chẳng phải chính là cây trăm vạn năm sao? Chúng ta đi xem thử đi. Kỳ quái, ngọn núi này lạ lùng thật, lúc nãy ta đã đi qua mấy cây này rồi, sao bây giờ lại vòng trở về rồi? Sợ là ngọn núi này có tình trạng giống quỷ đánh tường rồi, nó thướng vì trong núi có một vị bá chủ, hạn chế phạm vi hành động của người ngoài. Bá chủ à, hay là chúng ta đánh hạ thứ đó, thế hẳn là có thể ra ngoài được nhỉ? Đúng vậy, hơn nữa còn sẽ chủ động đưa chúng ta rời đi. Chỉ là bá chủ này sẽ không dễ chọc đâu, trước khi hiểu biết về nó tốt hơn hết là đừng hành động thiếu suy nghĩ, vẫn lên quan sát xung quanh, thời cơ đến thì dụ nó ra. Chúc công tử cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Mấy người này sao lại đuổi tới rồi, đúng là âm hồn bất tán mà. Huyền Qua đại nhân bảo chúng ta tới tìm huynh, ngài ấy nói rằng rất dễ lạc trong dãy núi này. Chúc công tử trông có vẻ đang bị vây ở bên trong nhỉ? Kiểu kiểu vậy. Chúng ta vừa hay có la bàn điều khiển bằng thần lực có thể chỉ phương hướng, nhưng mà bởi vì nó tiêu tốn rất nhiều sức mạnh nên cần phải thay phiên cầm. Trên đường chúng ta đến đây đã thay phiên cầm thời gian bằng một nén hương rồi, chúc công tử cũng cầm đi. Được. Khó chịu thật. Sao vừa mới cầm mà đã bị hút nhiều sức mạnh như vậy rồi? Mau ném thứ đó đi, đừng nói là một nén hương, đến nửa nén hương ngươi cũng không cầm nổi đâu. Chuyện gì vậy? Ta nghi là Huyền Qua đã đoán được thân phận của ta nên phái bọn họ tới thăm dò. Nếu như ta không thể cầm được la bàn trong một nén hương, chẳng phải chứng minh ta là phục thần sao? Nhưng nếu như ngươi giả bộ, lỡ Huyền Qua đang đợi ở lối ra để đối phó với ngươi, thế ngươi không phải là sẽ không còn chút thần lực nào để tự bảo vệ mình à? Nói cũng đúng. Huyền Qua đúng là âm hiểm, đẩy ta vào cục diện tiến thoái lưỡng nan. Chuyện đã tới nước này. Thiên Sát Long, ra đi, gầm hai phát đi. Chúc công tử cậu đây là đang. Ta thấy cầm la bàn đi từ từ rất là phiền phức, chi bằng làm chuyện sảng khoái hơn. Nghe nói chỉ cần đánh hạ được một bá chủ núi là nó sẽ tự động đưa chúng ta ra ngoài. Huyền Ưng Vũ Tiên mang sức mạnh cấp thần quân, sao ngươi lại gọi nó ra chứ? Kẻ nào đã quấy nhiễu ta, là vì muốn gì? Là ta định tìm Thái Cổ Chi Thụ, nhưng lại bị lạc đường. Nghe nói chỉ cần đánh bại Sơn Chủ là có thể để nó đưa ta đi chu du trong núi, muốn đi đâu thì đi, vì vậy ta đã dụ ngươi ra. Ngươi chỉ cần đi cùng chúng ta là được, cần gì phải chọc phải nó. Chẳng phải là vì thấy như này thì sẽ tiện hơn sao? Hơn nữa mọi người dẫn ta đi ra ngoài, chứ ta vẫn muốn tìm cây tiếp cơ. Nhưng mà cũng có thể. Ngươi không cần khuyên hắn nữa, hắn khả năng là ẩn tinh phục thần, sợ là không thể tiêu hao thần lực để sử dụng la bàn, cho nên mới không đi cùng chúng ta. Ta nhận lời thách đấu của ngươi. Nếu như ngươi thắng ta, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm Thái Cổ Chi Thụ. Đợi đã, nhưng mà cậu ấy là đồng bạn của chúng ta. Những kẻ không liên quan, cút.
hãy theo sát ta, ngay cả bầu trời ở đây cũng tuân theo quy luật như mặt đất, nếu không cẩn thận sẽ lạc. Cứ để hắn đi như vậy, thì phải ăn nói sao với Huyền Qua đại nhân đây? Không sao, ta tự có cách. Được rồi, chọn nơi này đi. Thiên Sát Long, cứ ẩn núp trước đã, tìm cơ hội thích hợp hành động sau. Khá lắm, nó có thể nắm giữ động thái của hoàn cảnh và khí lưu nơi này, chỉ dựa vào Thiên Sát Long thì khó mà đối phó được, mình cũng phải ra tay thử xem. Mạc Tà, dùng Huỳnh Hỏa kiếm pháp. Ở lãnh địa này, không ai có thể là đối thủ của ta cả, dù cho ngươi để tất cả rồng của ngươi cùng lên, thì cũng không thể thắng ta được. Nhân lúc tâm tình ta đang tốt, không so đo chuyện ngươi mạo phạm ta, ta sẽ ném ngươi trở về chỗ ban đầu vậy. Mình đã nói là sao không ra ngoài được rồi mà, thì ra chỗ của nó vốn đều bố trí dạng xoắn ốc. Nếu như thêm sự dẫn dắt của con đường và khí lưu, thì rất có khả năng sẽ cứ đi vòng vòng ở chỗ ban đầu. Đợi đã, sự dẫn dắt của khí lưu liệu có phải sẽ có hình tròn hay lượn vòng không nhỉ? Theo sát ta, nơi này dù cho là không trung thì cũng phải tuân theo quy tắc về đường giống như trên mặt đất. Nếu như không cẩn thận thì rồng của ngươi cũng sẽ bị lạc đường trên không trung. Nếu như là cái đài cao này, khả năng cao cũng sẽ giống vậy, là một không gian khép kín có liên quan tới vòng tròn. Từ vị trí các thanh kiếm tản ra thì cũng nhìn ra được, nếu là như vậy thì mình cũng có thể lợi dụng khí lưu. Thiên Sát Long, ngươi trở về trước đi, ta đổi nữ oa long ra đánh với nó. Ô, thú vị đấy. Chỉ là kết quả hắn cũng không khác gì cả. Ngươi làm gì vậy? Chẳng phải ngươi muốn đường đường chính chính quyết đấu với ta sao? Sao lại dùng loại thủ đoạn này để trêu chọc ta? Ngươi lợi dụng khí lưu của không gian, ta cũng muốn lợi dụng điều kiện mà có lợi cho ta. Không ổn rồi, sao cánh của ta lại nặng lên thế này? Được rồi, giờ ngươi có thể nói cho ta vị trí của Thái Cổ Chi Thụ rồi đó. Và đây chính là cây vạn năm ư? Thái Cổ Chi Thụ mà ngươi muốn tìm ở nơi này, đa tạ. Ta có thể trò chuyện với nó. Thật sao? Ngươi muốn nói chuyện gì với nó? Nó đang nói gì vậy? Nó có vẻ là đang nói rằng đã nhiều năm rồi nó chưa từng đón mưa, nên nó không thể nào tặng ngươi thánh lộ trăm vạn năm được. Ông cũng hiểu hả? Sao ông không tới để nói chuyện luôn? Đẩy ông già lên bắt chuyện có ổn không hả? Nó nói U Ngân Tinh sắp rơi xuống, nó đang đâm rễ mình sâu vào trong lòng đất, ôm chặt lấy địa mạch của U Ngân Tinh. Như vậy thì sau khi U Ngân Tinh rơi xuống, sông núi sẽ không mất cân bằng do va chạm. Nhưng việc này hoàn toàn vô ích, dù cho nó có dùng cả thân thể của mình để bảo hộ, thì một khi U Ngân Tinh rơi xuống, sẽ sản sinh ra lửa cục nóng do va chạm, rất có thể cả ngôi sao này bao gồm cả nó, đều sẽ hóa thành tro bụi. Rốt cuộc thì nó cũng không thể rời khỏi nơi này, e rằng đây là nỗ lực cuối cùng mà nó có thể làm được. Dù sao thì U Ngân Tinh nếu như hủy diệt, thì đó cũng chính là sự tuyệt diệt của toàn tộc đàn của nó. Vậy à, con người quả nhiên vẫn thật ích kỷ, vì lợi ích của bản thân mà không màng đến sự sống chết của rất nhiều sinh linh khác. Tiểu Huỳnh Long, ngươi hỏi thử xem cái cây này có hạt giống hay cành cây gì đó không? Đợi đến khi ta rời khỏi đây thì sẽ giúp nó trồng ở tinh cầu khác, biết đâu chủng tộc của nó vẫn có thể sống tiếp. Quả nhiên là có, ngài yên tâm, ta sẽ trồng hạt giống này ở nơi khác, dù cho U Ngân Tinh hủy diệt thì cũng không đến nỗi khiến các người tuyệt diệt. Trời ơi, là thụ lệ. Là thứ gì? Đây là giọt nước mắt giống như là của con người chảy ra khi mà Thái Cổ Chi Thụ xúc động.
nước mắt của cây trăm vạn năm, nó còn quý giá hơn cả thánh lộ. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Mặc dù ta không thể nào cứu tất cả sinh linh trên U Ngân Tinh, nhưng có thể cứu ít nào thì hay ít đấy. Chuyện gì vậy? Mặt đất dưới chân ta đang di chuyển. Đây là rồng, ta cuối cùng cũng hiểu vì sao mà U Ngân Tinh là chòm sao vô chủ, vì bản thân nó là do một con rồng hóa thành. Rồng có thể hóa thành một ngôi sao, lần đầu ta thấy đó. Đúng vậy, không phải là ngôi sao nào cũng liên quan tới con người, cũng có những ngôi sao được hóa thành từ sinh vật thái cổ, sông nước, mặt đất, cây cỏ, hoa lá phía trên nó, đều do sinh vật đó bảo hộ. Kết trận nghệ địch. Nếu như con rồng này bị giết, thì e là U Ngân Tinh cũng không trụ được lâu, vẫn lên nhanh chóng rời khỏi đây đi. Ngươi không đi được đâu. Đám người vì ta đang chiến đấu hăng say với rồng, Huyền Qua đại nhân sao lại nhàn hạ như vậy, đặc biệt tới tìm ta, sẽ không phải là chạy trốn khi vừa lâm trận đấy chứ. Không cần giả vờ, Trúc Minh Lãng, ta biết ngươi là ai. E là ngươi cũng biết thân phận của ta rồi. Xin lỗi, ta không có hứng thú với quá khứ của kẻ phản bội. Ta cũng không mong đợi ngươi sẽ cung cấp đầu mối về kẻ đã sát hại phục thần đời trước. Ta sẽ tự tìm hung thủ. Ngươi chỉ cần nước sông không phạm nước giếng với ta là đủ rồi. Nếu như ta nói không thì sao? Nếu như ta vừa hay là đồng minh với hung thủ thì sao? Vậy thì chúng ta kết thúc chuyện này đi. Ta chỉ đến để nói sự thật cho ngươi, chứ không có thời gian để đấu với ngươi. Ta vẫn phải tham gia chuyện kéo U Ngân Tinh xuống. Chỉ là tạm thời chưa cần ta giúp thôi. Đối thủ thật sự của ngươi, ở đây. Chiêu Diêu Thần, sao lại là ngươi? Ngươi cho là ta không biết chuyện Hông Thiên Phong và Hắc Thiên Phong ư? Ta còn nhớ ngươi khiêu khích ta, ầm ĩ tới như vậy, ta chẳng lẽ lại không quản? Nhưng con người ta từ xưa đến nay không dễ dàng xuất thủ, trừ khi có thể đẩy đối phương vào chỗ chết trong một lần. Lúc đầu ta còn thấy ngươi chưa đủ tu cách để đấu với ta, nhưng tới tình hình bây giờ, ngươi đã càng ngày càng tiến gần tới vị trí tinh thần. Nếu như cứ để ngươi như vậy, thì sẽ là một loại uy hiếp với ta và những kẻ thù khác của ngươi. Xem ra hắn và Huyền Qua đã bàn bạc từ đầu rồi. Vậy thì ta đi trước, ngươi cứ từ từ xử lý hắn. Không vấn đề gì. Tới đi, phục thần, thù cũ hận mới của chúng ta, tính toán một thể. Ta cũng đang có ý đó. Hửm, sao xung quanh lại trở lên tối như vậy? Đây là quang cảnh của vĩnh dạ. Trong vĩnh dạ không chỉ mặt trời không thể mọc lên, mà tốc độ thời gian trôi cũng thay đổi, một ngày trong vĩnh dạ bằng một năm ở thế giới ban đầu. Đây có lẽ là huyễn cảnh mô phỏng vĩnh dạ của chúng, mặc dù không thể kéo dài lâu, nhưng tốc độ thời gian trôi đi e là cũng không chênh lệch nhiều. Hay lắm, U Ngân Tinh sắp rơi xuống rồi, nhốt ta ở đây là vì muốn đồng quy vu tận với ta. Không hề, Huyền Qua đã thiết lập sẵn thuật pháp, ta có thể chạy thoát khỏi đây bất cứ lúc nào. Người chết chỉ có một mình ngươi mà thôi. Vậy thì ta phải tốc chiến tốc thắng, tiêu diệt ngươi trước vậy. Rời sông lấp biển. Ồ, tên này cũng có thần quân chi lực, xem ra tương đương với Bạch Khởi. Xem ra ngươi đã tìm được đối thủ ngang tài ngang sức rồi Bạch Khởi. Hay lắm, ức hiếp rồng của ta đúng không? Ta sẽ không để ngươi đạt được ý đồ. Sát Tiên Kiếm.
phiến ngọc đó hình như mình đã thấy ở đâu. Nhớ lại lúc nói chuyện với dì, nói là trên U Ngân Tinh có hai bảo vật. Một là cây trăm vạn năm, một thứ khác chính là Nguyệt Lưu Ly Thần Ngọc. Bởi vài tìm cây thì dễ mà phân biệt ngọc thì khó, nên mình chỉ tìm cây. Nguyệt Lưu Ly Thần Ngọc có thể khiến Tiểu Bạch khởi đột phá, không ngờ thứ này lại ở trên người Chiêu Diêu Thần. Ngọc này, ta chắc chắn sẽ cướp lấy. Đừng tưởng rằng với chút thủ đoạn đó thì có thể đối phó được ta, chỉ cần ta muốn thì tất cả đều có thể quay về trạng thái ban đầu. Nguyệt Lưu Ly Thần Ngọc không chỉ có thể khiến cho rồng thăng cấp, mà còn có thể sửa chữa thần khí bị hư hỏng, nhất định phải cướp lấy nó thì mới có đường thắng. Ngươi cũng thấy công pháp của hắn rồi đó, hành động cẩn thận, tránh côn khí của hắn. Lấy được rồi, có thứ này sau này ngươi sẽ lên được một tầng cao mới. Chuyện gì vậy? U Ngân Tinh ở bên ngoài đã có dị động rồi, nó sẽ rơi xuống sớm thôi. Chúng ta ở trong Vĩnh Dạ huyễn cảnh, chỉ là nhìn không thấy thôi, chứ nguy hiểm đang cận kề rồi. Ngươi cho rằng ta trở thành Chiêu Diêu Thần là dựa vào cái gì? Sẽ không phải là dựa vào Nguyệt Lưu Ly Thần Ngọc này đâu nhỉ. Ngọc này chẳng qua là do ta tiện tay nhặt được ở nơi này, cho dù rồng của ngươi dùng nó và đột phá, thì cũng chưa chắc trở thành đối thủ của ta được. Hắn vẫn có đường lui. Đến lúc rồi, Du Hí huyễn cảnh kết thúc. Đây mới là cảnh tượng thật sự ở bên ngoài hiện tại. Trước đó Huyền Qua sợ xảy ra bất trắc, nên mới bảo ta kéo dài thời gian, cô ta không cho rằng ta có thể giải quyết ngươi, nên muốn dùng việc U Ngân Tinh rơi xuống để khiến ngươi mất mạng. Nhưng ta cũng có một mặt mà cô ta chưa biết tới. Thế nào, thần lực của ta thế nào, có phải là rất hâm mộ không? Hắn dường như chỉ hấp thụ địa hồn, sức mạnh có thể thay đổi nhiều như vậy ư? Hẳn là đã giao dịch gì đó với Tà Thương rồi. Nếu như ngươi hiến tế thân nhân của ngươi cho Tà Thương, thì ngươi cũng sẽ có được sức mạnh như vậy. Người thân đó lúc còn sống còn mạnh, nhân quả mà ta thương cho ngươi sẽ càng mạnh. Ta hiến tế tinh thần trước đó cũng chính là muội muội của ta mới có được sức mạnh như này. Ngươi quả thực là súc sinh, không, đến súc sinh cũng không bằng. Ta sẽ chặt đứt nhân quả tội lỗi này của ngươi, đẩy ngươi triệt để xuống địa ngục. Lấy tinh thần làm lò luyện, nạp chính khí từ thiên địa, phá tan tất cả nhân quả tà ma. Phục thần, sát tiên thiên khởi kiếm. Chết tiệt, Huyền Qua đã nhắc nhở mình phải chú ý phục thần chi lực, kết quả là mình vẫn sơ suất. Chuyện đã tới nước này, mình chỉ có thể lâm trận mới mài gương thôi, chỉ cần mình thoát khỏi hắn, rồi để Huyền Qua kéo mình về, thì hẳn không có vấn đề gì. Là lôi kiếp, trong thời gian nó tồn tại, mình không thể tấn công hắn được. Kỳ quái! Chẳng phải mình đã chặt đứt tà thương chi lực của hắn rồi sao? Tại sao không chỉ không mất mạng mà lại còn sắp đột phá chứ? Ngươi nhìn lôi kiếp này đi, không phải của tà thương mà là lôi kiếp của chính thương. Hả, vậy là tên này gió chiều nào theo chiều đó, sức mạnh của tà thương bị ta đánh cho tiêu tán, cho nên muốn nương nhờ chính thương. Hắn không có bản lĩnh nhảy qua nhảy lại vậy đâu, hắn có thể làm vậy là nhờ vào cấm chế trên eo hắn. Cấm chế này là do Huyền Qua để hắn dùng để thoát khỏi U Ngân Tinh. Hẳn là dùng sức mạnh của chính thương, hắn muốn thả ra một phần để đột phá. Ta hiểu rồi. Nhưng hắn làm vậy sẽ khiến cho cấm chế bị nới lỏng. Nếu như ta cướp lấy cấm chế này, thì người thoát khỏi U Ngân Tinh sẽ là ta. Chính là lúc này, ta sắp đột phá thần quân cảnh. Sao lại ngăn cản ta? Sao lại ngăn cản ta? Xem ra ngươi làm nhiều việc xấu, cho dù đến sắt nút muốn đứng về phía chính thương,
thì chính thương cũng không thèm quan tâm đến ngươi. Với đức hạnh của ngươi mà muốn làm thần quân, nằm mơ đi. Ta mà là chính thương thì sẽ trảm ngươi để duy trì chính nghĩa. Coi như là đã tiêu diệt được tai họa này rồi. Bước tiếp theo. Ui ra. U Ngân Tinh sắp rơi xuống rồi, chúng ta mau chạy đi. Nhưng dùng cấm chế này như nào, giữa Huyền Qua với chiêu Diêu Thần có ám hiệu không? Ây dô, sao ngươi lại ngốc như vậy, dây thừng này chẳng phải còn một đầu nữa sao? Nhất định là Huyền Qua đang kéo đầu kia, ngươi đi theo sợi dây này chẳng phải là được rồi sao? Được vậy, ta thử xem. Tiêu rồi, hình như ta biết cấm chế này là gì rồi. Hả? Cấm chế này hẳn là cấm chế cảm ứng năng lượng, chỉ cần giữ cân bằng năng lượng hai phía thì nó sẽ buộc lấy hai đầu. Nếu một bên giảm năng lượng đi thì sẽ tự động kéo về phía bên kia, nhưng nếu năng lượng một đầu biến mất thì phía bên kia sẽ tự động cắt đứt, đúng không? Huyền Qua nghĩ chu toàn thật, nếu như năng lượng của chiêu Diêu Thần giảm đi, cũng chứng tỏ hắn bị tiêu hao sức mạnh sau khi đánh thắng ta, nhưng nếu năng lượng trực tiếp biến mất thì chắc chắn là bị ta giết rồi. Đúng vậy, vậy nên cô ta có thể chắc chắn rằng người mà cô ta kéo về là chiêu Diêu Thần, còn ngươi thì dù thế nào cũng phải chết ở đây. Nhưng cấm chế này ban đầu không phải thiết kế như vậy, nó sẽ khiến cho năng lượng hai đầu có cùng vận mệnh sinh tử. Ồ, có cả kiểu đó à, vậy thì Huyền Qua đúng là dùng dao mổ trâu để mổ gà rồi. Cấm chế phải thay đổi như nào? Ngươi chỉ cần dùng chút thần lực của mình là làm được, nhưng mà ngươi muốn trói buộc với ai, chẳng lẽ lại là ta? Dương nhiên là muốn trói buộc với U Ngân Tinh rồi, dù sao bây giờ cũng không thoát khỏi được. Cái gì, ngươi điên rồi à, U Ngân Tinh sắp rơi xuống rồi. Nhưng mà, sau khi U Ngân Tinh rơi xuống chắc chắn sẽ sống lại, bọn họ sở dĩ muốn kéo U Ngân Tinh xuống. Là vì muốn sau khi nó hủy diệt thì sẽ sống lại trên quỹ đạo vốn có của Cửu Châu, nhưng con người thì lại không làm được điều đó. Vậy thử xem sao, dù sao thì cũng không còn cách nào khác. Ông tạm thời trốn vào linh vực đi, ta sẽ thả ông ra sau. Dây thừng bắt đầu buộc vào U Ngân Tinh, mình cũng dần cảm nhận được sự biến hóa năng lượng tới từ ngôi sao này, thậm chí là cả sự không cam lòng của các loại sinh vật trên U Ngân Tinh. Hội tụ hủy diệt tại đây, cuộc sống mới cũng sẽ bắt đầu từ đây. Mà mình cũng sẽ phải trải qua vận mệnh giống như nó. Sau khi đánh bại Thái Cổ Chi Long, U Ngân Tinh bây giờ đã rơi xuống. Không lâu nữa nó sẽ sống lại ở nơi mà chúng ta dự định, trước mắt thì chỉ cần đợi là được. Mọi người đã trở lại hết rồi chứ? Gần như là vậy, nhưng không biết vì sao, ta vẫn chưa thấy Trúc Công Tử. Huyền Qua Thần, cô có gặp Trúc Công Tử không? Ta cũng không rõ, ta nhớ lúc đó cậu ta cứ khăng khăng muốn tìm cơ duyên của Thiên Thụ Sơn Mạch nên tách ra khỏi nhóm chúng ta, sau đó thì không rõ tung tích. Sau khi rời khỏi U Ngân Tinh, mình đã thử lôi kéo cấm chế của chiêu Diêu Thần, nhưng năng lượng vẫn luôn không cần bằng, e là chiêu Diêu Thần đã bị Trúc Minh Lãng giết rồi. Chỉ là nếu như là vậy, hắn cũng khó có cơ hội thoát khỏi chỗ chết. Lệnh Hồ Tiên Tử, phía cô có tin tức gì của Trúc Công Tử không? Không có, Ngọc Hoành Tinh Cung bọn ta đã phái đi rất nhiều người để thăm hỏi, cũng tìm kiếm khắp nơi, nhưng đều chưa có tin tức gì cả. Biết trước như vậy thì phía mình cũng tìm người để chú ý tới cậu ấy thì tốt rồi, giờ biết ăn nói sao với tỷ tỷ đây. Mau! Đã vun vỡ ra đang rơi về phía này, chúng ta nhường đường cho nó đi. Hử, kia là gì vậy? Mình ở trong U Ngân Tinh, dường như đã nằm mơ một giấc mộng dài. Mình nhìn thấy quá khứ của U Ngân Tinh, lúc Thái Cổ Chi Long tạo ra hành tinh này, nó đang đợi một thần minh loài người tới kế thừa sức mạnh của nó. Nhưng đến tận lúc nó già yếu và rối loạn tinh thần thì cũng chưa đợi được ai đến cả. Mình còn thấy mình vạch trần một số lỗi lầm của các chính thần. Và còn xét xử bọn họ. Kỳ quái, mặc dù mình đã tiêu diệt một vài chính thần ác, nhưng chưa hề xét xử ai cả. Lẽ nào đây là đang báo hiệu một tương lai nào đó?
U Ngân Tinh sống lại rồi, có tinh thần mới, thần cương cửu châu mới cũng ra đời rồi. Không, sao có thể chứ? Trong sức mạnh của tinh thần vừa mới ra đời này, tại sao mình lại cảm nhận được một chút sức mạnh của phục thần chứ? Lẽ nào? Hắn chưa chết, hơn nữa còn lấy được sức mạnh của tinh thần thứ 9. Sao có thể chứ? Xin lỗi, ta trở về muốn mất. Con không sao chứ? Sao còn lấy được cả sức mạnh của tinh thần thứ 9 vậy? Con không sao. Đại khái là con kết nối với U Ngân Tinh vì một vài lý do, trải qua sự rơi xuống và sống lại của nó, rồi lấy được sức mạnh của tinh thần thứ 9. Xem ra, con với nó rất có duyên phận với nhau. Chúc mừng Trúc công tử đạt được sức mạnh của tinh thần thứ 9, quả nhiên cậu sẽ được chính thương lựa chọn. Bây giờ, cậu cũng giống như chúng ta, là cửu châu tinh thần. Nói thật thì, đến giờ con cứ như nằm mơ vậy, chưa hề cảm giác được mình trở thành tinh thần thứ 9, e là con cần phải suy xét thêm tiếp theo nên làm gì. Vậy thì chúng ta tản ra trước, để con tự mình cân nhắc thêm. Không cần phải lộ ra vẻ mặt như vậy, đối với ta. Có rất nhiều chuyện, quan trọng hơn việc tìm ngươi báo thù. Hắn sẽ sớm lĩnh ngộ được kỹ năng đó, đến lúc đó hắn sẽ càng mạnh hơn nữa, mình phải nhanh chóng dùng thủ đoạn khác để tiêu diệt hắn thôi. Ác tiên này trời đất không dung, chảm. Hừ, trong thần thức mình, hình như nhìn thấy cảnh một tai họa đẫm máu. Thật kỳ quái, tại sao lại cảm thấy chuyện ở trong mơ dường như là đã thực sự xảy ra vậy? Mình mơ thấy công đường này lần thứ hai rồi, lần trước là trên U Ngân Tinh. Từ khi trở về từ nơi đó, thăng lên làm cửu tinh thần đến giờ, dường như mình đã có chút thay đổi, nhưng lại không nói rõ được cụ thể là cái gì. Trúc tinh thần, cửu châu tinh thần đang mở họp bên kia, họ bảo ta đến gọi cậu qua đó. Không quen chút nào, cô cứ gọi ta Trúc công tử tiếp đi. Họp vì muốn thảo luận vấn đề gì mà cần gấp gáp tới tìm ta như vậy? Chúng ta nhận được một tin, Nham tiên sư của thần cương thiên quyền chết rồi, chết ở trong mộng. Toàn thân người đó toàn là máu, nhưng không có ai phát hiện được hung thủ nào. Người bị hại trông như này, bây giờ mọi người đang tích cực đi tìm nhân chứng. Trúc công tử mà có manh mối hay ý tưởng gì thì có thể nói ra xem sao. Đây giống như là người mà ta giết chết trong mộng. Ta biết rồi, có lẽ lần này ta phải tự thú thôi. Tự thú. Chắc hẳn Trúc công tử đã biết chuyện Nham tiên sư bị hại. Chúng ta muốn hỏi xem cậu có suy nghĩ như nào. Mặc dù ác thần này lên bị giết, chúng ta cũng sẽ không trừng trị hung thủ, nhưng vẫn phải tìm ra người này mới được. Nếu như ta nói, ta ở trong mông giết hắn, mọi người có tin không? Mục Huy, thiên quyền tinh thần, hoang đường. Nham tiên sư là ác thần nổi danh trong lãnh thổ của ta, hành tung của hắn rất bí hiểm, nhiều lần trốn thoát, đến ta cũng tìm không ra. Vẫn luôn không có cách nào bắt hắn để giao nộp. Ngươi có bản lĩnh gì mà lại có thể giết hắn trong mộng? Mặc dù cửu châu sớm ra nghị quyết rằng phải bắt Nham tiên sư để xét xử, có thể giết được hắn thì cũng lập công lớn. Nhưng tranh công như vậy, Trúc công tử làm như vậy, chỉ khiến mọi người nghĩ rằng cậu gấp gáp muốn ngồi vững vị trí tinh thần của mình mà thôi. À, cũng phải. Bọn họ quả nhiên không tin, mình nhớ là nữ mộng sư cần phải chuẩn bị rất nhiều mới có thể giết người trong mộng. Càng huống chi đối phương là chính thần, thực lực cũng không chênh lệch nhiều với lệnh hồ linh, nếu đổi lại là mình thì cũng không tin. Ta lại nghĩ rằng, sức mạnh của tinh thần rất khác nhau. Nếu như Nham tiên sư này thật sự do con giết trong mộng, con cũng có thể đi theo kết quả này, thử đi tìm hiểu tình huống phía sau, cùng với sử dụng năng lực này nhiều hơn. Ừm, được, thế thì đúng là trùng hợp thật. Nham tiên sư vừa hay chết trên địa bàn của ta, ta có thể giúp ngươi đi tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì. Cẩm Lý tiên sinh, ông có biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Hẳn là Nham tiên sư này làm nhiều tội ác, đồng thời việc hắn làm lại đúng trong phạm vi mà thần quyền của ngươi quản lý. Khi mà hắn không cẩn thận xuất hiện gần ngươi, thì ngươi có thể khởi động hành quyết từ xa. Năng lực gì vậy, bá đạo quá đi.
nó hẳn thuộc về năng lực của phục thần, dù sao phục thần cũng có chức trách cách không thẩm tra thần. Nhưng trên lý thuyết thì, loại năng lực này hẳn phải có điều kiện gì đó để khởi động, sẽ không hỗn loạn như hiện tại, nói giết là giết. Điều kiện gì sao? Chuyện này ta chỉ có thể đi hỏi Hắc Phượng Hoàng thôi. May mà giờ ta có thể trao đổi bằng ý niệm với cô ấy, để ta đi hỏi tình hình cụ thể vậy. Hắc Phượng Hoàng có thể tra giúp ta chuyện cách không hành quyết không? Ta muốn biết điều kiện để khởi động nó. Về vấn đề này ta cũng muốn nói chuyện với Phục Thần Đại Nhân một lúc, một phần năng lực cách không hành quyết đã bị mất đi bởi sự ra đi của Phục Thần đời trước. Cho nên hiện giờ nó e là thật sự rất hỗn loạn. Vậy ta cần làm gì để tìm nó trở lại? Nếu như muốn tìm về, nhất định phải xác nhận điều kiện khởi động hiện có là gì, còn cả phần năng lực bị mất đi là gì, trao đổi trong tâm niệm, tìm được người đã lấy đi năng lực và đoạt lại nó. Xem ra rất phiền phức, bây giờ chỉ có thể đi điều tra từ đầu, xem thử ta rốt cuộc có nghiệt duyên gì với Nham Tiên Sư, biết đâu có thể biết được điều kiện khởi động là gì. Ta cũng thấy vậy, chỉ là lần này, người tốt nhất lên hành động cẩn thận. Huyền Qua lần trước chưa giết được ngươi, bỏ lỡ mất cơ hội, lần này cô ta cùng ngươi tra án, e là cũng sẽ gây trở ngại cho ngươi, khó mà nói được là cô ta có dã tâm gì. Hừ, đợi đã, Huyền Qua, hình như ta nghĩ được cái gì đó rồi. Nếu Huyền Qua đã cùng hội với đám người giết Phục Thần, nếu như theo nhân quả tội lỗi hoặc mối liên hệ với ta thì đáng lý ra cô ta càng dễ bị ta giết trong mộng hơn chứ. Nhưng cô ta lại không bị sao cả, phải chăng phần năng lực bị mất đi có liên quan tới cô ta? Khả năng cao là Huyền Qua đã lấy đi sức mạnh của Phục Thần. Trước mắt cứ suy đoán mấy thứ này cũng vô dụng. Chỉ khi chúng ta điều tra rõ ràng được điều kiện kích hoạt mộng trảm chi lực và loại sức mạnh bị thất lạc kia thì mới có thể đi tìm cô ta tính sổ. Cũng đúng, đi điều tra trước đã. Thuộc địa của Nham Tiên Sư. Địch, thuộc địa của Nham Tiên Sư cũng tệ thật đó, đến đường phố cũng chẳng có mấy ai. Mọi chuyện đều có nguyên nhân cả, rõ ràng là thường ngày hắn cũng chả TOT đẹp gì. Ra, Nham Tiên Sư đó cuối cùng cũng chết rồi, chúng ta được tự do rồi. Nghe nói hắn bị giết khi ngủ mơ, cũng không biết là do cao thủ nào làm. Quan tâm làm gì phải đốt pháo chúc mừng trước đã, ha ha. Nham Tiên Sư là chính thần quản lý mọi người, ông ta chết mà mọi người lại vui vẻ như vậy sao? Hay, người như hắn mà cũng làm thần tiên được á, để một con chó làm cũng tốt hơn hắn. Hắn đến chỗ bọn ta xây miếu thờ, nói là phải cung phụng hắn, nhưng trên thực tế là để vơ vét của cải khắp nơi. Tiền hắn kiếm được không chỉ để co hắn ăn chơi hưởng lạc, mà còn để nối giáo cho giặc, kiếm tiền cho cái gì mà chiêu diêu thần ấy. Các vị, ta chính là thần đi tra án nên muốn hiểu thêm một số việc. Nơi này cách thuộc địa của chiêu diêu thần rất xa, sao mọi người lại nói hắn vơ vét của cải để cho chiêu diêu thần? Ngài có điều không biết, những ác thần này đều có liên lạc với nhau, là để khi xảy ra chuyện thì có người giúp đỡ. Chiêu diêu thần đó đến chỗ bọn ta mấy lần, lần nào cũng có Nham Tiên Sư đi cùng. Ta nhớ lúc đó ta với chiêu diêu thần đã kết nhân quả nhờ dây thừng, nếu nói chiêu diêu thần có quan hệ với Nham Tiên Sư, thế thì có phải cũng tính ta có quan hệ nhân quả với Nham Tiên Sư? Có đấy, chẳng qua ta chưa từng gặp Nham Tiên Sư nhưng lại chém hắn trong mộng, xem ra là vì chiêu diêu thần. Đây hẳn là một trong các điều kiện để kích hoạt mộng trảm. Không đúng, ác thần mà có quan hệ với ta rất nhiều, nhưng ta cũng đâu có mỗi ngày trảm một người đâu. Đây chỉ là một trong các điều kiện, những thứ khác còn cần phải tìm tiếp. À này, ta nghe nói Nham Tiên Sư chết rồi, chuyện này có phải thật không? Hà Hạo Hàn, nhà buôn vật liệu vũ khí. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Thế thì phiền phức rồi. Trước đó ta chuẩn bị một lô hàng cho hắn, xem ra không lấy được tiền hàng rồi. Hắn mà cũng đưa tiền cho ngươi ư, ngươi bị hắn ta lừa rồi. Không đâu, hắn không dám lừa ta đâu. Ngươi là ai vậy? Chỉ là một nhà buôn vật liệu vũ khí thôi, chỉ là. Việc kinh doanh của ta trải khắp Cửu Châu này, đến Cực Đình Đại Lục cũng là khác của ta. Đến Trúc Thiên Quan của Trúc gia cũng nhập hàng từ ta, còn cả các chính thần ở đó nữa, bao gồm cả võ tôn giả đang chinh chiến quanh năm ở Thiên Xu. Không phải chứ, đến cả lão cha và nương tử đều mua hàng từ chỗ hắn. Nếu như hắn thật sự lừa ta, bất kể là hắn hay là tất cả người nhà và bằng hữu của hắn đều sẽ không mua được vật liệu vũ khí tốt nhất nữa, bọn họ rất nhanh sẽ lạc hậu và bị đánh. Được rồi, ta tin hắn không dám lừa ngươi rồi. Vậy thì, khi đó bọn ngươi đã giao dịch gì vậy? Nếu như hắn chết rồi, thì tiền hàng còn có thể tìm ai để đòi? Biết đâu giúp hắn chuyện này thì cũng giúp mình biết được tại sao Nham Tiên Sư lại gặp được mộng trảm của mình. Trước đó hắn tìm ta đặt một lô sắt đen chi tôn,
số lượng vô cùng lớn, lớn hơn nhiều so với lượng cần dùng để chế tạo vũ khí. Thậm chí còn có thể nói là lớn gấp 2-3 lần so với lượng cần dùng cho một quân đội, ta cũng không biết hắn dùng chúng để làm gì. Ta chỉ nhớ là hắn bảo để cho người khác dùng, nhưng phạm vi sử dụng sẽ không nằm ngoài thuộc địa của hắn. Bởi vậy nên ta chỉ bắt hắn trả trước tiền cọc. Nhưng thuộc địa của hắn lớn như vậy, vậy thì khó tìm rồi nhỉ. Không sao, có con bé ở đây. Đây là muội muội của ta, Hà Ước Linh, trước đây con bé buôn bán nhiều ở đây, cùng lắm là chúng ta đi và hỏi thăm nhiều thôi. Lần đầu gặp mặt, cảm ơn vì đã quan tâm. Nhưng ta vẫn nghĩ là chúng ta cần nhanh chóng tìm ra tung tích lô hàng của ngươi, không thể cứ đi hỏi rồi dựa vào vận may được. Dù sao thì Nham Tiên Sư cũng chết rồi, những người liên quan phía sau hắn có thể sẽ giải tán nhanh thôi. Cũng phải, bây giờ ai quản lý địa giới này, ta muốn tìm vệ binh trong thành hỏi thăm một số chuyện. Nơi này gần như bỏ hoang rồi, sợ là cậu sẽ không tìm được vệ binh nào đâu. Chúng ta ở nơi này hiện giờ đều do Chi Thánh Tôn quản lý, nhưng bà ấy cũng chỉ mới tới đây vì Nham Thiên Sư chết đi, bà ấy hẳn là cũng không quản được mấy chuyện như vệ binh đâu. Phải làm gì tiếp theo giờ? Chúng ta phải đi gặp vị Chi Thánh Tôn kia, sử dụng quan hệ của bà ấy để hỏi thăm ư? Không cần. Chi Thánh Tôn là một dự ngôn sư tài giỏi, đương nhiên phải nhờ bà ấy tự mình tính ra rồi. Bái kiến Chi Thánh Tôn. Không cần phải như vậy, Trúc công tử giờ đã là tinh thần rồi. Ta chưa từng để ý mấy cái chức vụ đó, chủ yếu là lần này ta tới là vì có việc muốn nhờ ngài giúp. Ta đi thẳng vào vấn đề luôn vậy, hai người này có quan hệ mua bán hàng hóa với Nham Tiên Sư vừa chết không lâu, nên ta muốn tính xem hàng của bọn họ giờ đang ở chỗ nào thôi. Cụ thể là hàng hóa gì? Là một lô chí tôn huyền thiết, số lượng rất lớn, Nham Tiên Sư trước đó thay khách hàng phía sau trả tiền cọc. Nhưng đến lúc phải trả tiền hàng, hắn lại bị chết trong mộng, cho nên chúng ta muốn tìm ra khách hàng đó. Chí tôn huyền thiết. Ta chỉ nhớ là lúc ta vừa tiếp quản thuộc địa này, phát hiện cả vùng này đều rất thiếu thứ đó, Nham Tiên Sư thế mà lại thay người ta thu mua thứ đó. Mà thôi, mấy người đưa ta mẫu vật của huyền thiết đi, để ta tính thử xem sao. Được thôi. Đại khái thì ta tính ra được, chỗ huyền thiết chí tôn này đã đến Mạc Gia Thiên Các. Thế mà lại là nơi đó. Thế thì cũng không hoàn toàn là thuộc địa của Nham Tiên Sư, nếu mà sớm biết hắn lừa ta, ta đã không bán cho hắn rồi. Mạc Gia Thiên Các, đó là nơi như thế nào vậy? Thiên Các là khu vực không có người quản, không được coi là thuộc địa của bất kỳ chính thần nào trước kia, có rất nhiều đào phạm tới đây. Nơi này có rất nhiều cơ quan thú, còn có đủ loại ngũ hành bát quái, kỳ môn độn giáp, là một nơi dễ thủ khó công. Một nơi không có người quản lý mà lại được gọi là Mạc Gia Thiên Các, chứng tỏ là vẫn có người đứng đầu chứ đúng không? Là vì người của Mạc Gia ở lại nơi đó nhiều nhất, bọn họ dựng lên thôn làng, mà để tự vệ đã thiết lập cơ chế tự động cho cơ quan thú. Chỉ là sau này trừ người của Mạc Gia ra, những người khác đều biến mất cả. Đều biến mất, không đi tra xét sao? Nham Tiên Sư đến thuộc địa của mình còn quản không được, sao có thể đi động vào cái nơi đó chứ? Theo ta thì Nham Tiên Sư chắc chắn là mua cho Mạc Gia rồi. Nhưng rất kỳ quái là, nếu chỉ là thiên cơ thú, thì hẳn là không cần dùng tới chí tôn huyền thiết chứ nhỉ? Chi Thánh Tôn có thể biết được lô huyền thiết này dùng để làm gì không? Ta tính không ra. Không thể nào. Ta thực sự không tính ra được. Như này đi, nếu đã biết được địa điểm rồi, ta cùng mọi người tới Mạc Gia Thiên Các một chuyến đi. Dù nói như nào đi nữa thì ta cũng là chính thần tạm thời tiếp quản vùng đất này thay Nham Tiên Sư. Đa tạ Chi Thánh Tôn đại nhân, vậy thì ta trở về chuẩn bị đây, ngày mai sẽ dẫn đường cho mọi người. Được. Đây là tách bọn họ ra. Không giấu gì cậu, dạo gần đây lúc ta thăm dò tương lai, ta gặp phải thiên cơ khóa. Đây là thuật pháp nhắm vào dự ngôn sư, có thể vô hiệu thông tin mà dự ngôn giả thăm dò được. Thiên cơ khóa. Nếu như nói tin tức về tương lai, được ví như là đồ vật trong một căn phòng, có thể bày ra cho người khác nhìn thấy. Thì thiên cơ khóa chính là khóa của căn phòng đấy, nó có thể ngăn cản dự ngôn sư nhìn được chân tướng. Cũng có nghĩa là, có người cố ý nhắm vào bà, không để cho bà nhìn thấy chân tướng. Không sai, người có thể bố trí thiên cơ khóa, về bản chất thì phải là dự ngôn sư hoặc thiên cơ sư có trình độ xấp xỉ ta.
Bởi vì môn phái và phương pháp dự ngôn không hoàn toàn giống nhau, cho nên cần có thời gian để phá giải thiên cơ khóa. Vậy thì nếu có người giúp đỡ thì có thể nhanh hơn không? Ví dụ như là Mật Dung. Sao lần này lại không gặp cô ấy nhỉ? Thiên cơ khóa đối với người cùng cấp bậc mà nói chỉ là vấn đề không phá giải được thôi. Nhưng đối với người có cấp bậc thấp hơn, lúc thăm dò thiên cơ mà đụng phải thiên cơ khóa thì sẽ bị tổn hại đến thần hồn. Mật Dung bởi vì vậy mà bị hôn mê, giờ đã trở về rồi. Đây. Hơn nữa, không biết vì sao, vừa nãy lúc ta thử thì phát hiện ra rằng thiên cơ khóa ở phái Mạc Gia Thiên Các càng mạnh mẽ hơn. Dường như là có chuyện gì đó đang bị cưỡng chế ẩn giấu ở nơi đó vậy. Mà cậu cũng không phải lên cùng với các tinh thần xử lý vấn đề thuộc địa của Nham Tiên Sư sao? Sao lại chạy tới đây giúp đôi huynh muội đó? Ta cũng có chuyện khó nói. Thực ra thì, người giết Nham Tiên Sư là ta, bởi vì là chém giết trong mộng. Nên ta cảm thấy mình đã đạt được sức mạnh rất đáng sợ. Ta từng tự thú với các tinh thần khác, nhưng không có ai tin ta cả. Giết Nham Tiên Sư thực ra cũng không phải việc gì sai trái cả, bản thân hắn chính là một đào phạm. Nếu như là ta sẽ tin là cậu có thể làm được, nhưng cậu dường như chưa thể hoàn toàn làm chủ được sức mạnh trảm người trong mộng này nhỉ. Đúng vậy, ta không biết điều kiện để khởi động thứ này là gì, ta muốn biết được quan hệ và nhân quả giữa ta và Nham Tiên Sư, cho nên mới tới đây tìm kiếm manh mối. Ta có thể hiểu được ý định của cậu rồi, cũng tại ta trước khi tới đây nhận chức, không đề phòng gì cả, rồi để cho dự ngôn sư có ý đồ xấu lợi dụng chỗ sơ hở. Bây giờ muốn tìm ra chân tướng rất khó, ta cũng gần như không có cách nào để chỉnh đốn cục diện rối rắm ở đây. Không, đây không phải lỗi của ngài, ta đoán là đối phương đã có mưu đồ từ trước rồi. Chỉ là, sau những nỗ lực mấy ngày qua, tốt xấu gì ta cũng đã cậy mở ra, được một góc của thiên cơ khóa rồi. Mọi người xem đến đây xin hãy ấn đăng ký kênh, ấn like và để lại bình luận tương tác với chúng mình để theo dõi những tập mới nhất khi ra nhé. Ta tính ra được không lâu nữa Huyền Qua sẽ tới, cậu nghĩ thử, cô ấy sẽ tới giúp chúng ta sao? Lại là Huyền Qua, cô ta lại muốn làm gì nữa? Trước mắt mặc dù Huyền Qua vẫn luôn muốn giết mình, nhưng quỷ kế của cô ta vẫn chưa lộ ra trước mặt mọi người. Nếu như buộc tội cô ta, không chừng còn bị cô ta đánh lại, giờ chưa phải là lúc để trở mặt. Theo ta được biết, cô ấy hẳn phải ưu tiên thảo luận vấn đề thuộc địa của Nha Tiên Sư giờ sẽ phân về ai với các tinh thần khác. Đặc biệt tới đây trước chắc là để xử lý công việc sẽ bàn giao cho chính thần mới, chắc không giúp được chúng ta đâu. Cũng phải, vậy chúng ta tự mình làm thôi, ngày mai hành động trước đi. Nơi này chính là Mạc Gia Thiên Các. Thật hùng vĩ. Trông rất được, nhưng nếu muốn xông vào thì không dễ dàng vậy đâu. Dù cho là chính thần thì cũng đã có người bị giết ở đây. Đây chính là ải đầu tiên mà Mạc Gia và cư dân khác ở đây dùng để phòng bị người ngoài. Bởi vì bên trong có cơ quan thú sao, nhưng chính thần bình thường thì cũng không đến mức không đối phó nổi bọn chúng chứ. Không chỉ như thế, những cơ quan thú này chỉ cần hấp thu máu thì sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng. Nghe nói trước kia bọn họ dùng máu người để vận hành cơ quan thú. Cho nên phải hết sức cẩn thận, tránh bị thương. Đây đâu phải cơ quan thú đâu, rõ ràng là ma vật thì có. Quả cầu sắt này không phải vật bình thường mà nó dùng tán tụ chi thuật, mọi người cẩn thận. Ông đừng cử động, để ta. Huỳnh Hỏa Kiếm Pháp, danh kiếm thuẫn. So với lần trước ta tới đây, cơ quan đã nâng lên một tầm cao mới. Nghe đồn Mạc Gia mỗi năm đều bồi dưỡng đệ tử chế tạo cơ quan thú và đánh giá các cạm bẫy mà họ làm ra, ai giết được nhiều người nhất thì sẽ được thưởng. Đúng là một đám biến thái. Hai vị đúng là cao thủ, có mọi người đi cùng, huynh muội chúng ta an tâm rồi. Còn chưa phải lúc nói lời này đâu. Sao còn có cả cái này nữa chứ? Chúng ta sẽ không bị thiêu chết đâu nhỉ? Mau, nâng độ cao lên, không là không kịp mất.
Ken, ạc, không có lần sau đâu. Cuối cùng cũng ra rồi. E là nơi đây chính là xà cung. Dùng xà làm cơ quan thú, dùng để phun nọc độc. Không phải loại xà bình thường mà chúng ta nói tới, mà là giới xà. Mọi người xem đến đây xin hãy ấn đăng ký kênh, ấn like và để lại bình luận tương tác với chúng mình để theo dõi những tập mới nhất khi ra nhé. Xè xè.